lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý, Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 216: Sự chân tình trong nghịch cảnh. Lâu Doanh tức giận đến mức đuổi bắt vạn nhất, nhưng không bắt được lần nào. Hai người giống như đại bàng bắt gà, có lần Lâu Doanh nắm lấy vai của vạn nhất. Trước khi cô có thể tự mãn, vạn nhất đã ngồi xổm xuống và lùi lại, cuối cùng trong tay Lâu Doanh chỉ còn lại một bộ quần áo còn người thì đã trốn thoát lâu doanh không kìm được mà tức giận nói tôi đi được chưa anh là con trạch à người gì mà chỗ nào cũng trơn vậy trời cho dù có mạnh mẽ đến đâu mà không thể chạm vào người đối thủ thì dù có võ công mạnh như nào cũng bằng hòa về mặt chiến đấu thực lực của vạn nhất cũng không cao siêu gì lắm nhưng muốn bắt được anh ta quả là một chuyện không dễ dàng chút nào ngoài ra lâu doanh cũng là một người bạo lực chỉ cần cô ta hơi bị kích động và mất đi khả năng phán đoán thì đối thủ cô ta nhắm càng dễ dàng thoát thân. Lâu doanh chỉ giỏi đánh nhau đấm đá, cô ta có thể chiến đấu một trọi mười, nhưng nếu nói đến việc sử dụng trí não và mưu mô thì điều đó vẫn chưa đủ. Vạn nhất chỉnh tề lại trang phục, nhẹ nhàng cười nói, mẫu dạ xoa, cô thích quần áo của tôi như vậy, sao không nói cho tôi biết, tôi sẽ đưa cho cô. Ai muốn quần áo bốc mùi của anh, lâu doanh vứt quần áo đi, rồi lại bắt đầu bạch phi minh kéo cô lại chúng tôi đến đây để cứu chị gái cô chưa gì mới nói qua nói lại đã muốn động thủ rồi sau khi được bạch phi minh nhắc nhở lâu doanh mới nhớ đến công việc hôm nay anh thật may mắn hôm nay nãi nãi đây tạm thời tha cho nhà anh một mạng vạn nhất mỉm cười vậy thì bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ đi cùng cô đây không phải là khiêu khích sao lâu doanh giờ nắm đấm lên muốn đánh anh ta lần nữa nhưng bạch phi minh lại kéo cô thật chặt tại sao khi gặp vạn nhất cô lại mất ngay cả sự kiềm chế cơ bản thân lâu doanh tức giận anh ta đây là đang thèm đòn mà bạch phi minh vạn nhất anh ta mạnh mẽ và khỏe khoắn như vậy làm sao anh ta có thể bị đánh bại vạn nhất nhặt chiếc áo khoác trên đất rú bụi rồi chậm rãi mặc vào cô tô bị bắt cùng với lão đại của chúng ta cô ở đây lâu như vậy chắc hẳn biết cô ấy đang ở đâu audio điện tử võ tấn bền. Lục Cận Phong yêu cầu ám giả hợp tác với Thiên Lang, đương nhiên Vạn Nhất biết Tô Yên đang quản lý Thiên Lang. Bạch Phi Minh nói, đại ca lục của chúng tôi đích thân đến đàm phán. Vạn Nhất nhìn Lâu Doanh và Bạch Phi Minh nói tiếp, đại ca lục mang theo hai người. Xem ra, Thiên Lang các cô không coi ai ra gì rồi rồi. Lâu Doanh chế nhạo rồi quay lại, thế ám giả các anh cũng tuyệt đấy, dám đến đây một mình cơ à? Vạn nhất nở nụ cười, bởi vì ám giả bọn tôi rất lợi hại, một mình tôi đến là đủ rồi. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Lâu doanh mỉa mai, cẩn thận có ngày ra châu đều bị anh thổi bay mất. Hai người khiêu khích không ai nhường ai. Trong căn phòng bí mật, Tô Yên tỉnh dậy sau một giấc ngủ trong vòng tay của Lục Cẩn Phong. Lục Cẩn Phong vẫn giữ nguyên tư thế trước khi chìm vào giấc ngủ, người dựa vào tường, hai chân đều co lại. Có muốn nghỉ ngơi một lát không? Tuốc trong người Tô Yên đã thuyên giảm, có lẽ là do hoàn cảnh, hoặc là vì cô cảm nhận được sự đau khổ trong cô mà Lục Cẩn Phong đã canh giữ cho cô, giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Không, Lục Cẩn Phong mím môi cười, thật may là anh có sức chịu đựng đáng kinh ngạc khi hầu hạ em. Nếu không có gia pháp này, có lẽ anh đã không thể giữ em lại được. Có vẻ như sau này vẫn cần dùng đến nó trong tương lai. Tô Yên, như người ta đã nói, trên đời này không có gì là không thể giải quyết bằng một phát súng, nếu có thì phải hai phát súng. Tô Yên chừng mắt nhìn Lục Cận Phong, được đà lấn tới hả, trước tiên nghĩ cách đi ra ngoài đi. Tần Trấn Lâm biết chúng ta đang ở bên trong. Sao ông ta còn chưa mở cửa, tôi sợ ông ta đợi đến khi vào thu thập xác chúng ta. Lục Cẩn Đông nghĩ tới đây rồi nói, anh nghĩ Tần Trấn Lâm không vào được. Đây không phải mật thất do hắn xây dựng, tại sao không vào được? Tô Yên tò mò anh từng nghe một người bạn nói rằng ai đó ở nước ngoài đã phát triển một hệ thống bảo vệ mất 12 giờ như một chu kỳ. Một khi ai đó xâm nhập và kích hoạt cơ chế này, không ai có thể ra ngoài hay vào được khi chưa hết 12 giờ. Vậy chúng ta ở đây bao lâu rồi? Bởi vì trong mật thất không có ánh sáng ban ngày, cũng không có đồng hồ, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Lục Cẩn Phong nói, chắc đã được 10 giờ. Cái này chính là do anh nói đấy nhé, đợi cho Tần Trấn Lâm mở cửa rồi để bị bắt. Còn tốt hơn là bị những tia đỏ kia băm thành thịt. Ý tưởng giống nhau, đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ, nếu Lục Cẩn Phong ở một mình có thể anh sẽ xông vào mật thất này một lần nữa. Tô Yên hỏi, Lục Cẩn Phong, anh cảm thấy tôi đang kìm hãm chân sau của anh sao? Một chút. Câu trả lời rất trung thực. Tô Yên tức giận đến không kịp chờ đợi rút ra con dao ba thước, Lục Cẩn Phong, anh lại muốn quỳ trên vỏ sầu riêng sao? Lục Cẩn Phong nói tiếp, nếu như em xuất hiện sớm hơn mấy năm, thì anh đã đạt tới đỉnh cao của anh từ lâu. Nói không chừng con cái của chúng ta đều đi đánh xì dầu rồi, yên yên, em nói rằng có phải do em đang cản trở anh hay không? Anh đã gần ba mấy tuổi rồi còn chưa có đứa con gọi mình là bố cả. Lần sau sau nói chuyện, cố gắng nói rõ ràng hết câu, cẩn thận tôi lại vô tình làm tổn thương anh. Tô Yên nén giận nói. Ngay khi giọng nói vừa dứt lời, ánh sáng đỏ vẫn chưa thay đổi đột nhiên chuyển động, vô số chấm đỏ bắn ra vạch đỏ, luân phiên thay đổi, tạo thành hình mắt lưới dày đặc. Tô Yên hỏi, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hệ thống bảo hộ là phiên bản nâng cấp, Lục Cẩn Phong nhất thời không biết. Lưới cửu cung xuất hiện trên lối đi dài vài mét, và mỗi ô lưới là một màu khác nhau, chúng cũng thay đổi luân phiên. Lúc này, tường thành hai bên không ngừng tiến tới, Lục Cẩn Phong cau mày lạnh lùng, yên yên, xem ra chúng ta không thể ngồi yên được nữa, nếu không sẽ bị tường nghiền thành bánh quy kẹp anh có nắm chắc được cái này không? Tô Yên không biết nhiều lắm về cơ quan của những thứ này. Thử xem, Lục Cẩn Phong nói, nếu không có máy tính, anh chỉ có thể nhẩm tính khu vực an toàn trong ô lưới chín ô vuông. Vì cửu cung đang thay đổi nên không thể hỏi đường bằng cách ném đá. Từng ô vuông cửa cửu cung sặc sỡ màu sắc, đèn đỏ chuyển động không ngừng, lối đi bỗng rực rỡ sắc màu, có thêm tiếng nhạc thì giống như đang ở trong quán bar. Tô Thanh Yên khỏi cảm thán, người thiết kế ra cơ chế này, Hẳn là người thường xuyên lui tới quán ba và hộp đêm. Quán ba và hộp đêm, Lục Cẩn Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì. Yên Yên ôm chặt lấy anh. Lục Cẩn Phong chỉ có thể đi qua kết giới cùng Yên Yên trong tay, bằng không hắn có thể đi đúng một lần, cũng không bảo đảm có thể đi đúng lần thứ hai. "Được, Tô Yên biết đây là thời khắc sinh tử, chỉ cần một lần xảy ra sai sót, hai người bọn họ có thể bị chôn mãi mãi ở đây." Lục Cẩn Phong đỡ lấy Tô Yên, tường thành hai bên càng ngày càng tiến về phía giữa, không còn bao nhiêu thời gian. Lục Cẩn Phong hỏi, yên yên, em biết hát điệu ba lát không? Một chút, có chuyện gì sao? Tô Yên hỏi xong, cô chợt hiểu ra, chẳng lẽ cửu cung nghiên cứu là căn cứ nghiên cứu dao động âm nhạc? Tô Yên nhìn cửu cung nghiên cứu đang đập, và ngân nga bản ba lát với những nốt nhạc tương ứng với từng màu sắc. Chưa kể, nó thực sự là một bản ba lát kinh điển của nước ngoài. Chuyện đam mỹ Tô Yên vội vàng kêu một tiếng, lục cẩn phong, màu đỏ. Lục cẩn phong nhảy đến vùng màu đỏ đầu tiên, ánh sáng trên tường thu lại khi sắp chạm vào hai người bọn họ. Tô Yên kinh ngạc nói, đúng vậy. Yên yên, bước tiếp theo. Màu tím. Lục cẩn phong nghe theo màu sắc Tô Yên nói, ôm cô nhảy vào khu vực màu sắc tương ứng. Trắng, xanh, tím. Bất cứ nơi nào cả hai đi qua, lằn danh đỏ cứ rút lại. Một ô cuối cùng, Tô Yên nói, "Xanh lục." Lục Cẩn Phong theo chỉ dẫn mà nhảy qua, nhưng vạch đỏ trên tường không những không lùi bước. "Đây là ánh sáng gamma có thể chặt người, không đùa được đâu." "Lục Cẩn Phong, Tô Yên lo lắng hét lên. Vô số tia sáng bắn xuống, Lục Cẩn Phong vội vàng ném Tô Yên ra ngoài, hắn cũng nhanh chóng né tránh, buộc phải lùi lại mấy bước. Cửu Cung lại bắt đầu thay đổi. Lần này là một bài hát khác. Sau khi Tô Yên an toàn, Nhìn Lục Cẩn Phong còn tại nguy hiểm, tim sắp nhảy vọt lên cổ rồi, vội vàng nói trắng, xanh lam, xanh lam, đỏ. Lục Cẩn Phong nhanh chóng bước lên cửu cung. May mắn thay, Tô Yên đã nghe bản ba lát này và nhớ nhịp điệu. Đến khung cuối cùng, lẽ ra là màu tím, rút kinh nghiệm vừa rồi, Tô Thanh làm ngược lại, màu cam. Lục Cẩn Đông hoàn toàn tin tưởng Tô Yên, bước lên vạch cuối cùng, thuận lợi vượt qua chỉ đến khi hai người hoàn hồn mới nhận ra tóc trên đỉnh đầu lục cẩn phong đã không còn nữa nếu chậm hơn nữa thì nửa cái đầu của anh ta cũng không còn nữa yên yên có chuyện gì sao lục cẩn phong dùng lực khéo léo khi ném cũng không làm cho tô yên bị thương nhiều nhưng anh vẫn khá lo lắng tô yên đột nhiên ôm lục cẩn phong trong lòng không khỏi có chút sợ hãi không khỏi tức giận nói người thiết kế ra cơ chế này đơn giản là ăn không ngồi rồi không có việc gì làm Hắn vẫn là người bị rối loạn âm điệu, cái âm cuối cuối rõ ràng là làm sai. Tô Yên đang tức giận ở trong mắt Lục Cẩn Phong lại bị biến thành bộ dáng đáng yêu. Lục Cẩn Phong không biết nên cười hay nên khóc, ôm chặt lấy Tô Yên, nếu không phải vừa rồi Yên Yên của anh tài giỏi, thì có lẽ anh thật sự đã thành đống thịt rồi. Chương 217, Tần Nhã Hân vạch mặt Tô Yên. Mới qua được một cửa, không biết còn lại bao nhiêu cửa nữa. Lục Cẩn Phong nắm chặt tay Tô Yên, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước, chúng ta phải nhanh chóng đến đó, nếu không đến lúc đó sợ là sẽ xảy ra biến cố. Không phải lúc nãy anh nói đến 12 giờ, Tần Trấn Lâm mới vào sao? Chỉ còn mấy phút nữa thôi. Và lại anh cũng không biết ông ta có cho dừng hệ thống hay không. Tô Yên lộ vẻ nghiêm túc, nếu ông ta muốn chúng ta nộp mạng ở đây thì sau một vòng hệ thống, ông ta nhất định sẽ khởi động thêm một vòng nữa, đây là cơ hội hiếm có khiến người lãnh đạo của ám giả và thiên lang gặp khó khăn ở đây. Nếu chúng ta chết thật thì Tần Trấn Lâm cũng có thể khai với cảnh sát rằng chúng ta vào phòng để ăn trộm. Xem ra phen này bọn họ lành ít giữ nhiều. Đi qua vách cửu cung, hai người lại tiến vào bên trong, lục cận phong đi đằng trước, bảo vệ cho Tô Yên ở đằng sau. Trong căn phòng bí mật này vô cùng tối tăm, bọn họ hoàn toàn phải dựa vào cảm giác để di chuyển. Tô Yên nói, lục cận phong, sao em có cảm giác như có ai đó đang nhìn chầm chầm vào chúng ta, đằng sau gáy cứ rợn hết cả lên. Anh cũng có cảm giác như vậy. Lục Cận Phong nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Vừa dứt lời, một trận gió lớn ập tới trước mặt Lục Cận Phong, theo phản xạ tự nhiên anh vội vàng nói với về đằng sau, yên yên, theo sát anh. Vâng, Tô Yên nắm chặt gấu áo của anh, đồng thời đề cao cảnh giác. Nhờ ánh sáng chiếu rọi lên đỉnh đầu mà Lục Cận Phong và Tô Yên mới nhìn thấy những người máy khổng lồ đứng ở bốn góc. Hóa ra vừa nãy chính những tên người máy này đã tấn công Lục Cận Phong. Hai người họ không biết đã đụng phải chỗ nào mà bốn tên người máy này lại đồng loạt tấn công bọn họ. Nhưng đây là người máy, đánh không đau, không chết, phản ứng cũng rất linh hoạt, trong đôi mắt của những người máy này có gắn thiết bị có thể cảm ứng được vị trí của bọn họ. Lục Cận Phong liên tiếp bị đánh mấy cái lực đánh khá mạnh khiến anh cảm thấy ruột gan mình như đều bị đánh lộn tùng phèo hết cả lên rồi lục cận phong muốn bảo vệ tô yên khó tránh khỏi bị phân tâm lục cận phong tô yên căng thẳng trong lòng nhưng cô cũng không có đánh đá loạn xạ ban nãy cô có quan sát những tên người máy này một chút tuy rằng bọn chúng vô cùng linh hoạt nhưng cũng có những chỗ không hoàn thiện lục cận phong chúng ta nghĩ cách nấp sau người bọn chúng đi nhờ tô yên nhắc nhở mà lục cận phong cũng phát hiện ra hai người nhìn nhau gật đầu nhất trí, phối hợp ăn ý với nhau nhân lúc người máy đánh tới bèn trốn ra đằng sau bọn chúng. Người máy đánh hụt vào không chung, đôi mắt của nó không cảm ứng được bọn họ, thế là nó tự động ngừng lại. Lục cận phong xoa xoa lồng ngực vừa bị nện vào mấy phát lúc nãy của mình, quay sang giơ ngón cái với Tô Yên. Tô Yên của anh luôn thông minh. Lần này coi như qua được một cửa nữa hai người vừa mới thở phào nhẹ nhõm được một chút thì đột nhiên bị một thau nước lạnh rội xuống trúng đầu từ đầu xuống chân đều ướt nhẹp tô yên phun ra người nghĩ ra cửa này cũng thâm độc quá rồi còn giữ lại một chiêu cuối sau khi bị rội nước đỉnh đầu hai người bọn họ không ngừng bốc lên khí lạnh tô yên lạnh đến dùng cả mình này là muốn bọn họ chết cóng đây mà nếu là máy móc thì bọn họ còn có thể nghĩ cách vượt qua được chứ còn cái lạnh thì chịu Lục cận phong nhanh chóng đi tới chỗ Tô Yên, quần áo anh đều bị ướt hết, không có cách nào giúp Tô Yên bớt lạnh. Yên yên, anh đưa em ra ngoài. Lục cận phong nặng chiếu trong lòng mất mấy giây, anh biết nếu cứ tiếp tục thế này thì cô chắc chắn sẽ chết cóng mất. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng thấp, chẳng bao lâu sau tay chân Tô Yên đã lạnh cóng, vậy mà cô vẫn gắng ngượng nửa nụ cười, đừng lo cho em, không sao, hồi trước lúc trời vào đông, rất lạnh, cha không quan tâm em. Tần Phương Linh bà ta còn chẳng mua quần áo cho em mặc, mùa đông em lại mặc đồ mùa hè, thế mà vẫn vượt qua được, em không sợ lạnh. Miệng thì nói vậy nhưng cơ thể Tô Yên cứ không ngừng run rẩy, môi tím thấm đi, nhiệt độ trong phòng đã xuống còn âm mười mấy độ, lại cộng thêm vừa rồi bị dội nước lạnh vào người, cho nên cả hai đều cảm thấy lạnh hơn rất nhiều. Lục cận phong cũng lạnh cóng cả người, nhưng trước mặt Tô Yên, anh vẫn không để lộ bất cứ sự bất thường nào cả, ngược lại là Tô Yên, cô cố gắng tỏ ra ổn để anh đừng lo lắng cho mình, điều này làm Cận Phong càng xót xa cô hơn bao giờ hết. Lục Cận Phong sợ mặt Tô Yên, chờ tay kéo tay cô đi về phía trước. Cửa cuối rồi, suốt con đường dài đằng đẵng chẳng có bất cứ thứ gì, chỉ có sự yên lặng đến kỳ lạ. Lục Cận Phong cảnh giác ném một chiếc giày về đằng trước, ngay lập tức phía trước xuất hiện vô số sợi tơ nhỏ mảnh như cây kim, ánh lên màu bằng bạc đây không phải dây thép thông thường mà là do được chế tạo từ chất liệu đặc biệt có thể dẫn điện một khi va chúng e là sẽ bị điện giật độ nguy hiểm cũng không kém gì so với tia sáng gamma vừa nãy yên yên em ngồi xuống nghỉ một chút đi lục cận phong đỡ tô yên ngồi xuống cửa này anh không thể dẫn tô yên đi cùng tô yên nhận ra lục cận phong muốn làm gì cô nắm chặt tay anh rồi nói cẩn thận lục cận phong cười tươi ừm um, lát nữa chúng ta cùng nhau ra ngoài anh vì muốn trấn an Tô Yên nên mới nói như vậy, cửa này còn nguy hiểm hơn so với cửa lúc nãy. Lục Cận Phong quan sát vách tường một chút, ước chừng khoảng cách giữa những sợi tơ, chỗ này thực sự không làm cách nào đi qua nổi. Không xông qua được, vậy thì anh sẽ phá hủy nó. Cửa ải nguy hiểm nhất, cũng có thể là cửa ải đơn giản nhất. Lục Cận Phong lấy kẹp tóc của Tô Yên rồi nói, anh mượn một chút. Tô Yên không biết Lục Cận Phong định làm gì, cả người cô co do, run rẩy vì lạnh, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn hướng về phía anh, chỉ sợ anh xảy ra nguy hiểm. Lục cận phong cầm theo kẹp tóc của Tô Yên, sau đó men theo vách tường mà bò lên, không thể đi phía dưới được thì đi phía trên vậy. Bên trên có một ổ khóa, lục cận phong dùng kẹp tóc mở được cái khóa đó, mọi chuyện xem như thuận lợi, anh mở cửa ra rồi chui vào. Tô Yên nhìn theo anh không chớp mắt, lúc này đột nhiên phía trên có một làm khói mở tỏa xuống, chậm rãi, Tô Yên cảm thấy đầu óc quay cuồng nặng nề, cuối cùng cô ngất đi lúc nào không biết. Lục Cận Phong đã bỏ tới đầu bên kia, anh dùng sức phá cửa ra rồi nhảy xuống dưới. Lúc nhìn thấy Tô Yên ngất đi, anh vô cùng hoảng, yên yên, yên yên. Hô lên mấy tiếng, Tô Yên vẫn không có phản ứng gì. Lúc này Lục Cận Phong cũng ngửi được mùi gì đó, vừa nãy anh ở trên kia, khói mù bay xuống dưới này, cho nên anh mới không sao. Cảm nhận được điều kỳ lạ, Lục Cận Phong lập tức lấy ống tay áo ướt súng của mình bịt mũi lại. Lục Cận Phong cũng không chậm chế, vốn là anh muốn tìm công tác để mở cửa, nhưng không ngờ lại bị anh ta phát hiện ra thiết bị cung cấp điện. Thiết bị cung cấp điện đang trong trạng thái vận hành. Chỉ cần cắt đứt được, được nguồn điện thì tất cả các cửa đều không dùng được điện nữa. Lục Cận Phong ôm chặt Tô Yên vào lòng, dùng cách đơn giản nhất đó là đá văng vào thiết bị cung cấp điện, kéo chốt cửa ra, ngắt điện những sợi tơ trên đường đi cũng không còn điện nữa giờ chúng chẳng khác nào những sợi dây thông thường bên cạnh thiết bị phát điện có một cái búa đây là đồ dự bị chắc là tần chấn lâm để đó phòng ngừa lục cận phong nhấc búa lên trực tiếp đập vào những đường dây chẳng chịt trên đường những sợi dây đã đứt lục cận phong vội vàng chạy về chỗ tô yên rồi bế cô lên yên 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 tô yên vẫn không phản ứng gì lúc này mặt đất bất ngờ rung chuyển giống như bị động đất tường cũng bắt đầu nứt rồi. Nơi này sắp sập rồi. Mà bên ngoài căn phòng bí mật, đám người tần chấn lâm cũng cảm nhận được mặt đất đang không ngừng rung lắc, cả tòa nhà cũng đang lung lay. Lệ Quốc Minh hỏi, chuyện gì thế này? Tần chấn lâm nhìn chằm chằm cửa vào căn phòng bí mật, ông ta kích động nói to, bọn họ vẫn còn sống, bọn họ đã đi tới cửa cuối rồi, chắc đường dây chẳng chịt cũng đã bị phá hết, cho nên mới dẫn đến kiểu tự bảo của hệ thống phòng hộ. Đó là cái bẫy cuối cùng mà tôi đã bày ra, nếu không chặt đứt sợi dây thì đã có thể thông qua một cách thuận lợi. Lệ quốc minh vừa nghe thấy thế thì lập tức túm lấy tần chấn lâm muốn đánh. Cả đời ông lúc nào cũng tính toán bầy mưu vậy mà lại lôi cả con gái ruột mình vào. Ông đúng thật là có bản lĩnh. Tòa nhà không ngừng rung lắc. Tần nhã hân dối giết cha. Mở cửa ra đi. Tần chấn lâm nhìn hệ thống thiết bị trước mặt. Phát hiện ra thiết bị cấp điện đã bị phá hỏng. Lúc này mới vội vội vàng vàng mở cửa ra. Đồng thời bên trong căn phòng bí mật, vách tường vẫn không ngừng nứt toác, lục cận phong ôm tội yên chạy ra ngoài. Chỉ khi tận sâu trong căn phòng đó không còn động tính gì thì mới chắc chắn là an toàn. Lúc anh chạy ra ngoài, trên đầu vẫn không ngừng có vật rơi xuống, lưng lục cận phong bị thương vô cùng nặng, anh bế tội yên ngã ra đất, còn chưa kịp thở thì đã lại có vật khác rơi xuống. Con người của lục cận phong chợt co rút, anh chỉ còn kịp đẩy tội yên ra ngoài cánh cửa, còn anh, trong lúc né tránh đã không may đâm vào góc nhọn của vách tường, cộng thêm vừa nãy hít phải khí lạ, anh dần mất đi ý thức. Cả tòa nhà vẫn không ngừng rung lắc. Anh Cận Phong, anh Cận Phong. Tần Nhã Hân chạy đến đầu tiên, cô ta nhìn thấy hai người nằm bất động trên mặt đất. Anh Cận Phong. Tần Nhã Hân chạy tới, thấy Tội Yên hôn mê bất tỉnh, mà đám người Tần Trấn Lâm còn đang đứng đằng sau, thế là cô ta bèn nảy sinh ý định xấu. Tội Yên chỉ cần cô biến mất thì anh Cận Phong sẽ yêu tôi. Tần Nhã Hân rút dao găm ra, định đâm vào mặt Tô Yên. Chương 218, hủy dung. Tần Nhã Hân cho rằng là vì gương mặt xinh đẹp của Tô Yên nên Lục Cận Phong mới bị mê hoặc, chỉ cần hủy đi dung nhan của cô, biến cô trở nên xấu xí, đến lúc đó để xem Lục Cận Phong có còn thích Tô Yên được nữa không. Nhìn vị trí Lục Cận Phong và Tô Yên ngất đi, rõ ràng là anh đang cố gắng che chở cho Tô Yên, anh đã đẩy cô ra khu vực an toàn. Hay nói cách khác, Lục Cận Phong còn coi trọng tính mạng của Tô Yên hơn bản thân mình. Nghĩ vậy, lửa hận trong tim Tần Nhã Hân càng bùng lên mãnh liệt hơn, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có để dạy cho Tô Yên một bài học này. Con dao trong tay Tần Nhã Hân gần sát với mặt Tô Yên, chỉ cần dùng lực dạch thì ngay lập tức khuôn mặt cô sẽ bị phá hủy. Tần Nhã Hân vừa nghĩ vừa thấy trong lòng hả hê đắc ý. Đúng lúc Tần Nhã Hân cố gắng ghi con dao xuống, đột nhiên Tô Yên đang hôn mê lại mở mắt trừng trừng, nhân lúc Tần Nhã Hân phân tâm, cô định cướp lấy con dao trong tay cô ta. Tần Nhã Hân định thần trở lại, hững một nhịp trong lòng, cô ta dùng sức nắm chặt lấy con dao, định làm hại Tô Yên lần nữa, trong lúc hai người đang rằng co nhau thì bỗng nhiên một tiếng hét thảm vang lên. A, à, mặt của tôi! Lưỡi dao cứ trúng mặt Tần Nhã Hân, máu tươi theo đó chảy ra, cô ta ôm mặt lùi lại đằng sau, hét lên thảm thiết. Nghe thấy thế, Tần Trấn Lâm, Lệ Quốc Minh và Tần Phương Linh đều vội vàng chạy tới, nhìn thấy Tô Yên cầm con dao trong tay, ánh bạc lóe lên từ con dao sắc bén, cô đứng đó, mà Tần Nhã Hân lại ôm mặt cách đó không xa, máu nghe ghê người. Lục Cận Phong nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tô Yên, cô điên rồi, tôi có lòng tốt muốn cứu anh Cận Phong, vậy mà cô lại cầm dao làm tôi bị thương mặt của tôi, a, à, cô hủy hoại gương mặt của tôi rồi." Tần Nhã Hân khóc nức nở, cô ta cảm thấy vô cùng sụp đổ. Đối với một người phụ nữ mà nói, gương mặt mà bị hủy thì còn nghiêm trọng hơn cả tính mạng của mình. Trong lòng Tô Yên chỉ lo cho an nguy của Lục Cận Phong, cho dù đã trúng phải thuốc mê, nhưng cô vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân không được ngã xuống, mau mau tỉnh lại, cho nên cô mới có thể tỉnh táo lại trong cơn mơ hồ. Tô Yên nhìn thấy Lục Cận Phong nằm trên mặt đất, cô vứt con dao đang cầm trong tay xuống rồi chạy qua mặt tần nhã hân, mũi dao cắm vào vách tường sau lưng tần nhã hân. Tần nhã hân bị dọa sợ đến mức lùi lại phía sau mấy bước, cô ta sợ sẽ lại bị con dao kia sượt qua mặt. Tần nhã hân cô cùng tức giận quát, Tô Yên, cô làm cái gì vậy? Vẻ mặt Tô Yên trở nên lạnh lẽo, người không đụng tới tôi thì tôi cũng không động tới người, nếu có ai nhiều lần trêu ngứa thì làm sao tôi có thể bỏ qua được. Dứt lời, Tô Yên vội chạy tới chỗ Lục Cận Phong, ánh mắt cô hiện lên sự lo lắng, "Lục Cận Phong, Lục Cận Phong, anh nghe em nói không?" Lục Cận Phong không có chút phản ứng, Tần Nhã Hân cũng lộ vẻ sốt ruột, "Cận Phong, anh tỉnh lại đi, Cận Phong." "Cậu ơi, giúp cháu đưa anh ấy tới bệnh viện." Tô Yên nhìn Lễ Quốc Minh. Một mình Tô Yên không đỡ nổi Lục Cận Phong dậy. "Được." Lễ Quốc Minh vội vàng đi tới, giúp Tô Yên đỡ Lục Cận Phong dậy. "Tiểu Yên," Tần Chấn Lâm nhìn Tô Yên, ông ta có hàng ngàn lời, hàng vạn suy nghĩ muốn nói với cô, nhưng do dự một lúc lâu, ông ta mới nói ra được một câu. Lúc này tâm trạng Tô Yên đang cực kỳ tệ, sắc mặt của cô cũng vì thế mà trắng bệch đi mấy phần, đôi môi hơi hơi tím, cộng thêm việc Lục Cận Phong đang bị thương, cho nên ánh mắt cô lại càng lạnh lùng đáng sợ hơn. "Ông chủ Tần, sao, ông thật sự muốn tôi và Lục Cận Phong chết tại đây mới vừa lòng?" "Không, không phải." Tần chấn lâm vội giải thích, ông ta sợ bị Tô Yên hiểu lầm, một tần chấn lâm ngông cuồng tự cao tự đại trước đây, lúc này đứng trước Tô Yên, ông ta lại có vẻ rè giặt khúm núm tiểu, tiểu Yên, cô không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? Tô Yên tôi mạng lớn, vẫn còn nguyên vẹn đứng tại đây. Sọng điều Tô Yên vô cùng lạnh lùng, nếu Lục Cận Phong có chuyện gì thì tôi nhất định sẽ tìm ông chủ tần đây để tính sổ. Tần chấn lâm trông thấy ánh mắt căm hận của Tô Yên ông ta lại chợt nhớ đến hình ảnh năm đó của lệ huyền năm đó lúc lệ huyền rời khỏi địa sát bà ấy cũng nhìn ông ta bằng ánh mắt này nói một câu tránh ra lúc này tôi yên nhìn tần trấn lâm đứng như trời trồng trước mặt cô bèn nói một câu giống y hệt tránh ra cùng một câu nói cùng một giọng điệu tần trấn lâm run rẩy trong lòng bèn nhanh chóng tránh sang một bên năm đó ông ta cũng tránh ra như thế này để lệ huyền rời đi lúc này Chu An hất hải chạy tới, ông chủ Tần, Vạn Nhất của ám giả tới. Vừa dứt lời, Vạn Nhất đã từ bên ngoài xông vào, anh ta nhìn thấy Lục Cận Phong đang được Tô Yên và Lệ Quốc Minh dìu, bèn lo lắng nói: "Đại ca." Tô Yên nói: "Đưa tới bệnh viện trước đã." "Được." Vạn Nhất trực tiếp cõng Lục Cận Phong rồi đi ra ngoài, Lâu Doanh và Bạch Phi Minh cũng vừa chạy vào tới nơi, nhìn thấy mọi người đang đi ra ngoài thì nhất thời đưa ra. Lệ Quốc Minh nói một câu, Lâu Doanh lái xe đi. Lâu Doanh đỗ xe trước cửa nơi Lệ Quốc Minh đứng, mấy người đỡ Lục Cận Phong vào trong xe, Tần Nhã Hân và Tần Nhã Đan đang định đi cùng, Tô Yên chỉ lạnh lùng nói một câu, "Lâu Doanh, cản người lại." Sau đó cô vào thẳng trong xe, đóng cửa lại. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đứng mỗi người một bên, Tần Nhã Hân với Tần Nhã Đan có muốn đi cũng không được. Lục Cận Phong được đưa tới bệnh viện gần đó nhất, sau đó lại được đưa vào phòng phẫu thuật, còn Tô Yên cũng đi là kiểm tra tổng hợp nhận được kết quả không có vấn đề gì cô mới thở phào nhẹ nhõm cô có thể gặp chuyện nhưng các con của cô thì không thể gặp nguy hiểm được cho dù không bị làm sao nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu cô phải nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong lòng tôi yên không giây phút nào cô không lo lắng cho lục cận phong cô ngồi lên xe lăn muốn tới phòng phẫu thuật thăm anh mẹ ơi hạ phi và hạ vũ hạ huy lon ton chạy tới mẹ ơi mẹ không sao chứ có bị thương chỗ nào không ạ? À? Hạ Phi vô cùng lo lắng, cậu bé thấy mẹ ngồi xe lăn thì lại càng lo hơn. Mẹ không sao, tôi yên vuốt vuốt má Hạ Phi, cô nhìn gương mặt con trai mình, trái tim đang hoảng loạn mới có thể bình yên hơn đôi chút. Hạ Phi lại hỏi, thế còn đại ca lục? Vẫn ở trong đó. Vạn nhất nhìn Lệ Quốc Minh đang đứng một bên, ông chủ lệ, sao đột nhiên Tần Trấn Lâm lại tha cho đại ca với chị Tô vậy? Suốt đường đi vạn nhất cứ cảm thấy kỳ lạ, lúc nãy khi bọn họ rời đi tần trấn lâm cũng không hề ngăn cản lâu doanh và bạch phi minh cũng thấy tò mò hai người họ đồng loạt nhìn lệ quốc minh lệ quốc minh nhìn sang tô yên thấy cô vẫn luôn hướng mắt về phái phòng phẫu thuật ông ta mới nửa đùa nửa thật nói trải qua cuộc đàm phán suốt một đêm với tôi tần trấn lâm mới để tiểu yên đi lâu doanh nói cậu chẳng lẽ cậu đã cắt đất để bồi thường cho bọn họ lệ quốc minh lường cô ta một cái bí ẩn nói, một phân cũng không cho, tần chấn lâm sợ là sợ thiên lang của chúng ta cho nên mới thả người. Cậu đã nói rồi, chỉ cần cậu xuất ngựa thì nhất định sẽ đem Tiểu Yên trở về mà. Lời này, ai mà tin được? Lâu Doanh và Bạch Phi Minh chố mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng lắc lắc đầu, rõ ràng là không tin. Lâu Doanh nói cậu, mấy lời chém gió này của cậu chẳng có tí kỹ thuật gì cả. Bạch Phi Minh cũng nói, thiên lang làm gì có tiền, cứ cho là ông chủ lệ muốn bồi thường thì cũng chẳng bồi thường được nhiêu. Lệ Quốc Minh Lệ Quốc Minh không nói gì, do ông ta quản lý thiên lang không tốt nên càng ngày thiên lang càng xa sút cũng không còn đủ sức uy hiếp kẻ khác như trước nữa rồi. Vạn nhất cũng không tin, có điều người cũng về rồi, có gì để sau hắn nói. Đèn trước cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng. Tần Nhã Hân cũng tới bệnh viện để xử lý vết thương trên mặt, vết dao rạch dài khoảng 8cm, vết thương khá sâu, cho dù có lành miệng thì chắc chắn sẽ để lại sẹo. Bác sĩ lắc đầu thở dài, đáng tiếc, khuôn mặt xinh đẹp thế này mà. Sau khi thuốc tê hết tác dụng, Tần Nhã Hân cầm lấy cái gương nhìn mặt mình, cô ta sụp đổ hoàn toàn, tức giận ném cái gương xuống đất vỡ tan. a à, tất cả là tại con đĩ Tô Yên, tôi phải giết chết cô ta. Tần Nhã đang nghe thấy tiếng nói phát ra, bèn đi vào trong phòng, thấy Tần Nhã Hân đang nổi điên thì nói, tự lấy tảng đá đập vào chân mình, tất cả đều là do chỉ tự mình chuốc lấy, giờ còn trách ai. Nhát sao này chính là do Tần Nhã Hân chuốc lấy, người bình thường cũng có thể nhìn ra, Tần Nhã Hân vốn định làm hại Tô Yên, ngược lại lại hại chính bản thân mình. chương 219, Mù Hai Mắt Lời nói của Tần Nhã Đan giống như thêm dầu vào lửa. Giờ thì cô vừa lòng rồi đấy, mà tôi bị hủy rồi, mặt của tôi. Tần Nhã Hân bưng mặt, vô cùng đau đớn, cử chỉ hơi kích động là rách miệng vết thương, khiến cô ta càng đau đớn hơn. Hai tay tần nhã hân run lẩy bẩy, muốn động vào mặt mình cũng không dám động. Tần nhã đan nói tiếp, nếu không muốn vết thương tệ hơn thì tốt nhất chị nên ở lại bệnh viện mà điều trị. Tôi sẽ không từ bỏ ý định, tôi sẽ bảo cha trả thù thay mình, phải giết chết ả à đàn bà đáng ghét tôi yên kia. Tần nhã đan cười chết diếu, chị còn không nhìn rõ thái độ lúc nãy của cha sao. Giờ trong lòng ông ấy chỉ toàn sự ái náy với Tô Yên mà thôi, nếu tôi Yên muốn mạng của chị, nói không chừng cha còn dâng lên cho cô ta bằng hai tay đó chứ. Hồi trước đứa con gái cha yêu thương nhất là chị, nhưng mà sau này thì không chắc. Lúc này Tần Nhã Hân mới nhớ ra, Tô Yên là con riêng của Tần Trấn Lâm. Hồi mẹ ruột cô ta còn sống, cô ta đã từng nghe chính miệng bà ta nói rằng, trong lòng cha cô ta trước giờ vẫn luôn có hình bóng của một người đàn bà khác người này tên Lệ uyển một trong những người sáng lập ra Thiên Lang. Tô Yên chuyển mình một cái liền biến thành con gái ruột Tần Trấn Lâm, nhiễm nhiên trở thành cô cả của địa sát, là chị gái cùng cha khác mẹ với Tần Nhã Hân, cô ta muốn đối phó với Tô Yên thì sẽ càng khó hơn. Tần Nhã Hân bất giác cười dài, có chút hối hận, cô ta đã hấp tấp quá rồi, hồi trước cô ta còn có thể mượn dao giết người, giật dây Tần Nhã Đan, nhưng sau này có lẽ Tần Nhã Đan sẽ không để cô ta sai khiến nữa chỉ tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Tần Nhã Đan buông một câu rồi quay người rời khỏi bệnh viện. Sau khi Tần Nhã Đan đi khỏi, bác sĩ phụ trách mới vào phòng tiến hành kiểm tra cho Tần Nhã Hân, cô ta nhìn thấy bác sĩ thì lập tức kích động chộp lấy tay người ta rồi hỏi. Mật của tôi có thể chữa khỏi không? Có thể lành lại đúng chứ? Tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, mặt của tôi không thể có sẹo được đâu. Bác sĩ khó xử đáp, vết thương quá sâu cho dù là kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới cũng rất khó để chữa cho mặt cô không có chút sẹo nào được a à, đồ lang băm một đống lang băm các người tôi phải giết các người tần nhã hân vô cùng kích động biết được sau này mình sẽ biến thành một người phụ nữ xấu xí ghê người cô ta không thể nào chịu nổi lửa hận bùng lên lập tức phun ra một ngụm máu tươi cuộc phẫu thuật của lục cận phong đã kết thúc anh được đưa về phòng bệnh thường để theo dõi lúc vượt qua cửa có người máy Lục Cận Phong đã bị thương bên trong, lúc căn phòng bí mật đổ sụp, lại chịu thêm bị nhiều vật cứng đụng trúng người, cho nên vết thương càng nghiêm trọng hơn. Tô Yên và Hạ Phi túc trực trong phòng bệnh, Hạ Vũ, Hạ Huy thì đứng ngoài cửa phòng, Lệ Quốc Minh cũng không thể cứ chờ ở đây mãi, Tô Yên không có vấn đề gì đáng ngại, ông ta cũng nên quay về rồi. Tạm thời Tô Yên không thể phân thân, ông ta cũng cần phải về Thiên Lang giải quyết vài việc. Lâu Doanh nói với Bạch Phi Minh, "Phi Minh, cô ở đây trông chừng" tôi đi mua ít đồ ăn cho chị tôi ở trong căn phòng bí mật một đêm lại cộng thêm cả trưa không ăn gì người lại còn yếu đuối không chịu nghỉ ngơi cần phải bồi bổ một chút mới được bạch phi minh gật đầu ừ lâu doanh ra ngoài mua đồ ăn lúc đứng đợi thang máy vừa đúng lúc gặp vạn nhất vạn nhất từ tầng trên đi xuống anh ta cũng đang định ra ngoài một chuyến trong thang máy chỉ có một mình anh ta lúc thang máy mở cửa vạn nhất nhìn thấy lâu doanh anh ta nhất thời thấy đau đầu bèn thở dài một hơi đây chính là oan ra ngõ hẹp mà trong chuyện hay nói tới à anh tưởng bà đây muốn gặp anh chắc lâu doanh nhìn xuống phía dưới của vạn nhất chợt cô ta nhớ ra sớm muộn bà đây cũng đạp gãy ba cái chân của anh nó đâu trêu gẹo gì đến cô cô lâu đây nhớ nó đến vậy chẳng lẽ đang có suy nghĩ linh tinh gì với nó hả vạn nhất chợt như tỉnh ngộ à tôi hiểu rồi cô lâu đây đuổi cùng giết tận tôi như vậy là bởi vì thích tôi rồi đúng không Tôi thèm vào, bà đây thích anh, đúng là không biết xấu hổ, anh thử nói lại câu đó tôi nghe xem, có tin giờ tôi đánh gãy ba chân anh không? Lâu Doanh siết chặt nắm tay, bộ dạng như muốn đánh nhau. Cô ta chưa từng bị người khác trêu tức tới mức này. Vạn Nhất vội vàng nói, đây là thang máy, tôi không muốn lấy mạng đổi mạng, chứ không người khác nhìn vào lại nghĩ hai chúng ta chết vì tình đó. Ba chữ chết vì tình thành công dập tắt được lửa giận đang cháy bừng bừng trong lòng Lâu Doanh cô ta cũng không muốn dây dưa với vạn nhất. Thang máy tới nơi rồi, cửa vừa mở ra, hai người bọn họ đã vô cùng ăn ý bước ngay ra ngoài, sau đó thì bi kịch ập đến, cả hai bị kẹt ở cửa ra. Lâu doanh tức giận, tôi ra trước, anh lui lại. Vạn nhất không chịu, ai bảo cô mập như vậy, vấn đề nằm ở cô đó, mau lùi lại đi. Bà đây mập chỗ nào, thân hình cân đối theo tỷ lệ chuẩn đó. Lâu doanh không phục, bèn ưỡn ngược ra đốt lại bởi vì tranh lệch chiều cao, cộng thêm không gian đứng vô cùng chật trội, vạn nhất chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể dễ dàng nhìn thấy. Người nào đó vốn độc thân lâu năm giờ lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, tai anh ta lập tức hơi hơi nóng lên. Sống đến nay là 30 tuổi đầu, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh ta thân mật với một người phụ nữ tới vậy. Vạn nhất ho khan một tiếng, mông hơi to đấy. Lâu doanh giờ nắm đấm lên, vạn nhất lập tức bày ra dáng vẻ sợ sệt, lùi lại phía sau, nhường phụ nữ trước. Hừ. Lâu Doanh kiêu ngạo như một bà hoàng. Vạn Nhất cười bất lực, vì phụ nữ với tiểu nhân đều khó ưa như nhau. Hai người bọn họ một trước một sau đi tới bãi đỗ xe, Vạn Nhất lái chiếc xe thể thao của mình, Lâu Doanh thiếu điều muốn ói ra tại chỗ, thật sự không biết người của ám giả các anh quá tự tin hay là quá ngông cuồng nữa, trên đường đầy giấy kẻ thù, thế mà còn dám lái xe thể thao mui trần đi nghênh ngang khắp nơi được, không sợ có ngày chết phơi thây ngoài đường hả? vạn nhất lên xe nở một nụ cười đầy khiêu khích tôi đây cũng không phải dạng tay lái tầm thường đợi một ngày nào đó cô đuổi được tôi trên đường thì tôi sẽ cho cô lĩnh hội một chút bà đây không rảnh lâu doanh lên xe của mình khởi động rồi đạp chân ga rời khỏi cô ta sẽ không bị mắc lừa đâu vạn nhất mỉm cười anh ta liếc xem lâu doanh lái xe về hướng nào nhất thời nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy giữa hai người trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác khó tả Tô Yên thật sự không chống đỡ thêm được nữa, cô vẫn ngồi ở cạnh mép giường, chợp mắt một lúc. Hạ Phi rất có tâm đắp cho mẹ một cái chăn. Buổi chiều Lục Cận Phong mới tỉnh lại, Tô Yên vô cùng mừng rỡ, vượt qua được ranh giới sống chết, khoảng cách giữa bọn họ đã có vẻ gần gũi với nhau hơn, ngay cả những vướng mắc lúc trước cũng không còn nữa. Lục Cận Phong, anh không sao chứ? Vẫn ổn chứ? Có thấy không khỏe chỗ nào không? Em gọi bác sĩ tới khám cho anh. Anh không sao, còn em giọng lục cận phong có chút khàn em cũng không sao đợi chút em đi lấy cho anh cốc nước tô yên di chuyển xe lăn đi rót nước vừa rót nước cô vừa nghe thấy tiếng lục cận phong nói yên yên sao tối rồi em không bật đèn lên nghe xong tô yên nhìn vào mắt lục cận phong bây giờ là ban ngày mà lục cận phong mắt của anh sao vậy lục cận phong bất giác nắm chặt ga trải giường sững người lại mắt anh không còn nhìn thấy gì nữa rồi trước lúc lục cận phong hôn mê anh cảm nhận được khóe mắt mình bị tấn công rất mạnh tô yên di chuyển xe lăn tới bên cạnh lục cận phong cô nắm chặt tay anh rồi nói anh đừng lo chắc chỉ là tạm thời thôi để em đi tìm bác sĩ tô yên ra ngoài tìm bác sĩ lục cận phong thử dụi mắt nhưng trước mắt anh vẫn chỉ là một màu đen bác sĩ nhanh chóng đến phòng bệnh sau đó bọn họ kiểm tra cho lục cận phong ánh đèn dọi vào đồng tử của anh, không có bất kỳ phản ứng nào. Mấy người bác sĩ nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu, giống như đang thừa nhận điều gì đó. Tô Yên hỏi, bác sĩ, mắt của anh ấy có thể lành lại không? Sao lại không nhìn thấy gì? Trương, 220, vẫn còn cơ hội đảo ngược. Bộ phận thần kinh ở mắt chính là nơi rắc rối phức tạp nhất. Cuối cùng bác sĩ cũng đưa ra kết luận, có lẽ sau khi bị đụng phải, Thần kinh giác quan bị chèn ép nên dẫn đến việc mất đi thị lực, với tình hình hiện giờ của anh Lục thì không thích hợp để làm phẫu thuật, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, chúng ta sẽ quyết định phương án phẫu thuật, vấn đề không khó lắm, anh Lục và cô Tô không cần lo lắng đâu." Tô Yên thở một hơi nhẹ nhõm, nắm chặt tay Lục Cận Phong, "Nghe thấy chưa, chỉ là tạm thời bị thế thôi." Lục Cận Phong gật đầu, Hạ Phi từ bên ngoài chạy vào, "Mẹ ơi, nghe nói đại ca Lục tỉnh lại rồi." Hạ Phi ra ngoài một lát giờ mới quay lại, thấy Lục Cận Phong tỉnh rồi, gương mặt nhỏ của cậu bé mới giãn ra một chút, nó nói trêu đại ca Lục, hôm nay chú tổn thọ quá rồi. Hạ Vũ và Hạ Huy vốn vẫn đứng ở cửa, lúc các bác sĩ vào kiểm tra cho Lục Cận Phong, cậu bé cũng đi vào, hỏi họ, mắt của đại ca cháu có thật là chữa khỏi được không? Cái này phải dựa vào kết quả phẫu thuật. Câu trả lời của bác sĩ có hơi dập khuôn. Mắt, Hạ Phi mơ hồ nói, mắt đại ca Lục làm sao cơ? Tô Yên nói, tạm thời không nhìn thấy được. Lục cận phòng vỗ vỗ tay Tô Yên, đừng lo, cứ tin bác sĩ. Hạ Phi nói, hay là chúng ta gọi chú Sa tới đây? Hạ Vũ Hạ Huy đều đồng ý, tay nghề của anh Sa rất giỏi, có anh ấy, nhất định sẽ không có chuyện gì. Đang nói thì chuông điện thoại của Hạ Vũ vang lên, vừa nhìn thấy màn hình hiển thị, gã đã lộ vẻ kinh ngạc, đại ca, là điện thoại của anh Sa. Hạ Vũ có hơi bất ngờ bình thường Sa Thành nghĩ sẽ gọi trực tiếp cho Lục Cận Phong hoặc Vạn Nhất, Lục Cận Phong xảy ra chuyện, theo lẽ thường thì anh ta sẽ gọi cho Vạn Nhất, sao giờ lại gọi vào máy gá? Lục Cận Phong nói, nghe máy đã. Vâng. Hạ Vũ nhận điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, Sa Thành Nghị đã hỏi ngay, cứu được Lục Cận Phong chưa? Đại ca đang ở viện, vừa mới tỉnh lại, đúng rồi, anh Sa, mắt của đại ca không nhìn thấy, tôi đưa điện thoại cho anh ấy nhé, hai người nói chuyện với nhau đi. Hạ Vũ đưa điện thoại cho Lục Cận Phong. Lục Cận Phong vẫn chưa biết Trần Tố Anh đã xảy ra chuyện, đám người vạn nhất cũng không có nhắc tới. Sa Thành Nghị hỏi, có cần tôi tới đó một chuyến không? Tạm thời không cần, hai ngày nữa tôi sẽ về đế đô. Lục Cận Phong cũng muốn để Sa Thành Nghị phẫu thuật mắt cho mình, dù sao anh ta cũng là người của mình nên cũng yên tâm hơn. Có Sa Thành Nghị ở đây, tỷ lệ phẫu thuật thành công cũng sẽ cao hơn đừng thấy Lục Cận Phong không bày ra vẻ gì sau khi biết mắt mình không nhìn thấy được, thực ra trong lòng anh rất sốt ruột. Anh không thể chấp nhận rằng bản thân sẽ mất đi thị giác mãi mãi. Được. Sa Thành nghi trần trừ rồi đáp, đợi anh về rồi nói. Chuyện liên quan tới Trần Tố Anh, Sa Thành Nghị đang định nói ra nhưng rồi cũng đành thôi. Cũng chỉ còn có hai ngày. Chuyện mà Trần Tố Anh nói, Hạ Phi và Hạ Vũ mặc đều là con trai của Lục Cận Phong, anh ta nghĩ nói trực tiếp sẽ tốt hơn. Màn đêm buông xuống. Trước sự yêu cầu mạnh mẽ của Lục Cận Phong, Tô Yên mới cùng với Lâu Doanh và Bạch Phi Minh về phòng nghỉ ngươi trước, còn lại mấy người vãn nhất ở lại trông coi. Hạ Phi cũng trở về cùng mẹ. Tô Yên đi ngâm mình tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ vào người, Lâu Doanh gọi ít đồ ăn ship ngoài tới. Đồ ăn cô ta nấu quả thật là rất khó nuốt. Nghĩ nghĩ một chút thì thấy gọi đồ ăn ngoài vẫn tốt hơn. Hạ Phi biết Tô Yên đang có em gái trong bụng, cho nên cậu bé chăm sóc cô vô cùng cẩn thận, đồ ăn thức uống cho cô đều một tay cậu bé chuẩn bị chu đáo. "Mẹ ơi, có cần con đút cho mẹ ăn không ạ?" À? Tô Yên giờ khóc giờ cười, "Mẹ có yếu đến vậy đâu, con trai ngoan của mẹ, mau ngồi xuống ăn đi, có phải ở trên đảo huấn luyện rất vất vả không? Con gầy quá, còn đen đi nữa." Tô Yên thấy Hạ Phi đen đi không ít trong lòng cô vô cùng xót xa. Mẹ ơi, này người ta gọi là màu da dám nắng khỏe mạnh, mẹ xem xem, con còn có cơ bắp đó. Vì muốn Tô yên vui mà Hạ Phi đặc biệt vén áo lên, biểu diễn cho cô thấy cơ bụng của mình, sau này con nhất định còn khỏe mạnh hơn cả đại ca lục. Đương nhiên rồi, con trai mẹ là giỏi nhất. Tô Yên không tiếc lời khen ngợi cậu bé. Lâu doanh ở một bên ngây ngốc trợn mắt chị, hai người thật sự cho thằng bé lên đảo huấn luyện à mặc dù lâu doanh cũng được huấn luyện từ lúc mới có mấy tuổi nhưng thường ngày trông thấy tô yên vẫn luôn yêu thương chiều chuộng hạ phi nay lại cho thằng bé đi huấn luyện quả thật cô ta cũng hơi ngạc nhiên sự vất vả khổ luyện đó đâu phải người bình thường nào cũng chịu được tô yên cười bất lực hạ phi muốn tự đi chị cũng không nỡ ánh mắt hạ phi toát lên vẻ kiên định cậu bé nói chịu được khổ mới có thể thành tài chứ lâu doanh giơ ngón cái đúng là hậu sinh khảo ý đúng rồi Hạ Phi, dì có chuyện muốn hỏi cháu, cái người đi xe thể thao trong ám dạ là gì đấy? Xe thể thao? Lâu Doanh cắn răng nghiến lợi, vạn nhất đó. À, chú Hai Vạn. Hạ Phi hiểu ra, đồng thời cậu bé tỏ vẻ bí hiểm nói, dì Út thích chú Vạn à? Nghe xong, Lâu Doanh có hơi sặc thức ăn đang nhai trong miệng, cô ta cười chế giễu, dì muốn phế anh ta cho rồi. Chú Hai Vạn đắc tội gì với dì Út vậy? Hạ Phi vừa dứt lời thì ngoài sân có tiếng tắt động cơ ô tô. Mấy người quay đầu nhìn lại, trong sân có không ít người tới. Là Tần Trấn Lâm. Lâu doanh đập bàn đứng dậy, vách tường nhà bà đây bị đâm thủng cái lỗ to trà bá, còn chưa tìm mấy người tính sổ, còn dám tới đây. Phi Minh, tóm lấy ông ta. Vừa nói, Lâu doanh và Bạch Phi Minh hùng hổ đi ra ngoài. Hạ Phi nói với Tô Yên, mẹ ơi, mẹ ở trong này nhé. Dứt lời, cậu bé cũng chạy ra ngoài. Tô Yên đâu thể giống con rùa rụt cổ trốn trong xó nhà. Lâu doanh mở cửa, bộ dạng như sắp sửa đánh nhau, nhưng khi cô ta nhìn thấy ngoài sân chất đầy quà thì nhất thời sướng ra. Làm gì vậy? Lâu doanh liếc nhìn Bạch Phi Minh và Hạ Phi. Hai người họ cũng không rõ. Tần Trấn lâm tay cầm linh chi vạn năm tuổi, đứng ở sân cười tủm tỉm, chào mọi người, đừng hiểu lầm, tôi tới thăm Tiểu Yên, chỗ đồ này đều là mua cho con bé. Lâu doanh nói, trồn tới chúc Tết gà à, quả thật không thể yên tâm được. Tô Yên cũng ra ngoài xem, cô nhìn Tần Trấn Lâm và đống đồ trong sân, lạnh lùng nói, ông chủ Tần, mong ông mang hết đống đồ này đi, tôi không cần. Tiểu Yên, đây chỉ là chút thành ý của tôi mà thôi. Thái độ của Tần Trấn Lâm rất tử tế, ông ta cười tươi nói, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, cửa trong căn phòng bí mật, tôi đều dỡ hết rồi, còn chỗ nào cháu không vừa ý thì cứ nói, chỉ cần cháu hết giận. Tô Yên thấy vô cùng bực bội, rốt cuộc ông ta đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Mắt của Lục Cận Phong bị thương rồi, ông có thể đền lại mắt cho anh ấy không? Nếu ông muốn đền, tôi cũng không chắc mình sẽ hả giận. Lời này là Tô Yên cố ý nói ra, cô thật sự không tin Tần Trấn Lâm sẽ đền đôi mắt lại cho Lục Cận Phong. Không ngờ, Tần Trấn Lâm trầm mặc một lúc rồi đáp được. suốt lời, ông ta gọi đàn em, mang dao ra đây. Tô Yên và đám lâu doanh đều lấy làm kinh ngạc. Lâu doanh ngạc nhiên nói, ông ta chúng ta sao? Ấy vậy mà đàn em của Tần Trấn Lâm lại thật sự mang dao tới, ông ta cầm dao trong tay, nhìn về phía Tô Yên, bộ dạng không có chút gì giống như muốn đổi ý, trái lại còn nở một nụ cười hiền từ. nói cho cùng thì cuối cùng cũng phải trả món nợ này. Đây là do cha đã nợ mẹ con con, nên trả, một đôi mắt này đền cho mọi người, Tiểu Yên, mong rằng con đừng oán trách cha nữa. Cha, mọi người đều bất ngờ đến ngây ngốc tại chỗ. Tần Trấn Lâm ra tay, Tô Yên vội vàng nói, đợi đã, Tần Trấn Lâm, có phải ông hiểu sai gì đó rồi không, nói linh tinh gì vậy? Hồi trước nói muốn lấy cô là vợ lẽ, giờ lại xưng cha với cô. Thật nực cười. Tần Nhã Đan ngồi trong xe trông thấy Tần Trấn Lâm định tự móc mắt mình ra thì vội vàng xuống xe ngăn ông ta lại, cha, cha điên rồi à, cho dù cha có móc mắt mình ra thì Tô Yên cũng sẽ không nhận cha đâu. Cha không cần con bé nhận mình là cha, đây là do cha đã nợ mẹ con họ." Tô Yên nghe nói mà mơ hồ không hiểu gì hết, các người đang nói gì vậy? Tần Nhã đan đoạt lấy con dao trong tay Tần Trấn Lâm, rồi cô ta quay sang nói với Tô Yên, cô chính là con gái ruột của cha tôi và Lệ Uyển. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh bốn mắt nhìn nhau, gì mà cầu huyết thế này? Tô Yên cười lạnh, chuyện đó sao có thể xảy ra, ông chủ Tần, bớt ở đây làm trò đi. Hồi trước cô cũng từng hỏi qua, Tần Trấn Lâm đã chính miệng phủ nhận, sao giờ cô lại biến thành con gái ruột của ông ta được chứ? Tần Trấn Lâm kích động nói, đó là sự thật, là chính miệng Lê Quốc Minh nói cho cha biết, con sinh vào tháng 9, không phải tháng 1, là do mẹ con đã lừa con, cũng lừa cả cha. Tô Yên kinh ngạc, Lâu Doanh vô cùng bái phục nói, gì tôi thật ngầu. chương 221, Tần Nhã Đan đã biết Tô Yên mang thai cảm xúc của Tần Trấn Lâm đang quá kích động, vội vàng nói, Tiểu Yên, cha là cha của con thật đây. Giọng điệu khẩn thiết, kèm theo ánh mắt đầy mong chờ. Đây là cảnh họp mặt gia đình quy mô lớn sao. Tô Yên mím môi, cô cảm thấy Tần Trấn Lâm có âm mưu gì đó, nhưng trước đó ông ta cứ thả bọn họ đi như vậy, quả thật cũng hơi lạ. Nhưng nếu muốn nói cô là con gái ruột thật, vậy thì cũng nói xuông được thôi. Lâu Doanh, em thấy có nên tin không? Tô Yên khẽ hỏi Lâu Doanh, cô không quyết định chắc chắn được. Lâu doanh nói chị, em thấy cho dù có tin hay không, cũng tạm thời đừng nhận người cha này, làm gì hời như vậy được. Tô Yên hiểu ra bèn gật đầu, vô cùng tán thành nói, nói có lý lắm. Bạch Phi Minh bỗng nhiên nói một câu, Lâu Doanh, chị cậu là người đứng đầu của thiên lang đó, người đàn ông của chị ấy lại là thủ lĩnh của ám giả, bây giờ lại xuất hiện một ông lớn của địa sát là cha ruột, chị cậu như vậy là trực tiếp thống nhất ba nước luôn đó. Tô Yên Lâu doanh, lời này nói không sai chút nào. Giá trị bản thân của Tô Yên tăng lên gấp bội. Thấy Tô Yên một hồi lâu vẫn không nói gì, tần chấn lâm tưởng Tô Yên không tin, vội nói Tiểu Yên, nếu con không tin, chúng ta có thể làm xét nghiệm ADN. Vừa dứt lời, giọng của Lệ Quốc Minh từ bên ngoài vang lên. Tần Trấn Lâm, anh còn mặt mũi dám đến đây sao, mang theo đồ của anh mau chóng cút đi cho tôi. Lệ Quốc Minh vội vàng vứt hết những thứ Tần Trấn Lâm mang đến ra ngoài nói, anh hại chết em gái tôi, món nợ này không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu, anh suýt chút đã hại chết Tiểu Yên, Tiểu Yên cũng sẽ không nhận anh đâu, anh mau đi đi. Tôi nhận con gái của tôi, liên quan gì đến anh? Tần Trấn Lâm nói, Tiểu Yên là con gái của tôi và Lệ Uyển, trước đó tôi cũng không biết, nếu tôi mà biết thì sao lại có thể dồn con bé vào tình cảnh nguy hiểm được. Mau đi đi, nếu còn không đi, đừng trách tôi ra tay đó. Lệ Quốc Minh xô tần chấn lâm ra, dùng giọng nói chỉ đủ hai người nghe thấy nói, em gái tôi trên trời có linh thiêng cũng đang nhìn đó, nếu anh thật sự muốn tốt cho Tiểu Yên, muốn chuộc lỗi, vậy thì đừng đến làm phiền cuộc sống con bé nữa. Nói xong, Lệ Quốc Minh sai người, đuổi tần chấn lâm ra ngoài cho tôi. Tần Nhã Đan không nhịn được nữa, lạnh lùng nói các người dám làm vậy với cha tôi, tôi yên, cho dù cô không nhận, vậy thì cũng không thể đối xử với cha tôi như vậy được. Cút! Lệ Quốc Minh vứt hết quà tặng xuống dưới chân hai người. Cha, đi thôi, vẻ mặt Tần Nhã Đan bất bình thay cho Tần Trấn Lâm, nhưng trong lòng lại rất vui, cô ta chỉ mong sao Tô Yên không thèm nhận Tần Trấn Lâm. Cô ta cũng không thể nào chấp nhận làm chị em cùng cha khác mẹ với Tô Yên. Tần Trấn Lâm biết trong thời gian ngắn Tô Yên sẽ không chịu nhận ông ta, chỉ đành phải mang đồ rời đi. Đám người họ vừa đi, Lễ Quốc Minh đã đóng cửa sân lại, dướn người ra nhìn thử, xác định người đã đi thật rồi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ơi, chuyện này là sao vậy? Tô Yên hỏi. Sao cậu và Tần Chấn Lâm lại nói cháu là con gái ruột của ông ta? Vào phòng trước rồi hãng nói. Lễ Quốc Minh ra vẻ bí ẩn. Mấy người đi vào trong, vừa ngồi lên sofa đã nhìn Lễ Quốc Minh trầm chằm đang đợi ông ta giải thích. Lễ Quốc Minh im lặng một lát, nói cậu lừa ông ta đó lúc nghe thấy Tần Trấn Lâm bắt cháu, cậu cũng chỉ có thể nghĩ ra cách này, nếu không thì sao có thể dễ dàng đưa cháu đi. Cậu cũng không ngờ Tần Trấn Lâm lại còn mặt dày đến nhận con gái, ông ta cũng tưởng bở thật, sao Tiểu Uyển có thể sinh con cho ông ta được. Tô Yên không thể không bái phục ông ta, cậu à, cậu hay thật đó. Lâu Doanh nói, cậu ơi, chẳng trách trước đây một mình cậu bước vào ăn nói hùng hồn như vậy, hóa ra là dùng cách này để cứu người. Bạch Phi Minh nói, bây giờ Tần Trấn Lâm đã tin rồi, chắc chắn sẽ đến nhận người thân tiếp, vậy thì nhận hay là không nhận đây? Lệ Quốc Minh vội nói, chuyện này chắc chắn không thể nhận được, ông ta cũng đừng mơ. Tô Yên mím môi nói, nói dối sớm muộn gì cũng bị vạch trần thôi, đợi lần sau ông ta đến cứ nói thật đi. Cô không muốn bị Tần Trấn Lâm đuổi theo nhận người thân. Chị à, chị cũng mệt rồi, hay là chị đi nghỉ ngơi trước đi. Lâu Doanh nói với Hạ Phi, Hạ Phi, đỡ mẹ cháu lên lầu nghỉ ngơi đi quả thật Tô Yên đã mệt như, bèn đi lên lầu cùng với Hạ Phi. Bọn họ vừa đi, Lâu Doanh bước đến trước mặt Lệ Quốc Minh nói, cậu à, vừa rồi cậu không nói thật, Tần Trấn Lâm cũng đâu bị ngốc, không phải cứ một câu nói của cậu là lừa ông ta được, nếu gì cháu không nảy sinh quan hệ gì với Tần Trấn Lâm, sao ông ta lại tưởng thật được. Lệ Quốc Minh trừng mắt với Lâu Doanh nói, nảy sinh quan hệ gì chứ, đó là do Tần Trấn Lâm quá gian xảo, ông ta đã lừa dối gì của cháu. Cậu à, nói về gian xảo cậu mới là cáo ngàn năm thành tinh đó. Lâu doanh nói tiếp, cậu mau nói đi, chắc chắn còn có chuyện gì đó. Lễ Quốc Minh, có một đứa cháu gái vừa danh mãnh vừa thích hóng chuyện cũng rất đau đầu. Lễ Quốc Minh đắn đo nói, mẹ của Tiểu Yên quả thật cũng có một khoảng thời gian với Tần Trấn Lâm, Tần Trấn Lâm bảo thủ cố chấp, mẹ Tiểu Yên cũng là người tính tình bướng bỉnh. năm đó sau khi hai người cãi nhau gay gắt, Tần Trấn Lâm rời khỏi thiên lang tự thành lập tổ chức, hai người giận dỗi, cả năm cũng không liên lạc với nhau, sau đó biết được Tần Trấn Lâm xảy ra chuyện, mẹ Tiểu Yên đã đến địa sát tìm Tần Trấn Lâm. Lâu doanh nói xen vào, lẽ nào vào lúc đó hai người đã có em bé sao? Lệ Quốc Minh nghiêm mặt nói, mẹ Tiểu Yên sau khi trở về từ địa sát chẳng bao lâu đã mang thai, chỉ là đứa bé đó đã bị xảy rồi, không còn nữa, sau khi mất con mẹ Tiểu Yên cũng đi mất, lần này đi thì không thấy trở về nữa. Lâu doanh ngước mặt, vẻ mặt chăm chú hóng chuyện, nói sau đó bắt cá hai tay quen người cha hiện tại của chị cháu rồi kết hôn lại còn sinh ra chị cháu chuyện này đã qua hơn 20 năm rồi mẹ tiểu Yên cũng qua đời rồi còn về chuyện tại sao mẹ tiểu Yên lại ở bên người cha hiện tại của Tiểu Yên đã không còn quan trọng nữa Lê Quốc Minh lại thở dài nói chuyện xót xa nhất không gì bằng việc trái tim đã mất hết cảm xúc khi trái tim một người đã nguội lạnh có ở bên ai cũng không quan trọng Lê Quốc Minh lắc đầu than thở rồi rời đi Lâu doanh lẩm bẩm một câu, trên đời này nhiều đồ ngon trò vui như vậy, dây vào tình yêu làm gì? Bạch Phi Minh cũng chêm thêm một câu, lẽ nào không phải ban đầu cậu cũng bị tổn thương trong tình yêu nên đến giờ mới không tìm bạn trai sao? Lâu doanh lập tức than thở nói, ôi trời ơi, đến bậu giờ cậu vẫn nhớ à, tớ đã quên sạch rồi. Bớt đi, trí nhớ của cậu tốt hơn ai hết, sao có thể quên được, đó chính là tình đầu của cậu đó. Dừng lại, như thế mà tính là tình đầu gì? mấy năm trước, vào độ tuổi mới biết yêu, Lâu Doanh đã để ý một người, lúc đó Lê Quốc Minh đặc biệt mời về làm thầy giáo của Thiên Lang. Người đàn ông đó lịch sự nho nhã, phong độ người người, học rộng hiểu nhiều, giống như cậu chủ nhà quyền thế bước ra từ thời xưa. Lâu Doanh rất tôn sùng anh ta, cộng thêm tính cách thoải mái phóng khoáng, cô ta đã trực tiếp tỏ tình theo đuổi anh ta. Người đàn ông đó còn giả vờ ra vẻ rụt rè, lạt mềm buộc chặt, vừa hưởng thụ sự tôn sùng và theo đuổi của Lâu Doanh. Vừa từ chối lâu doanh hai lần liên tiếp. Lâu doanh lại nổi máu không chịu thua, cô ta vỗ đùi nói cô ta nhất định phải theo đuổi anh ta cho bằng được. Lâu doanh trói người đàn ông đó lên thuyền, lần thứ ba tỏ tình cuối cùng cũng thành công. Nhưng chưa được bao lâu lâu doanh đã phát hiện ra người đàn ông đó ngoại tình, đưa vài cô gái đến khách sạn, có thể nói là chơi đùa rất vui vẻ. Lâu doanh không cho động vào, người đàn ông đó không nhịn được lén đi ăn vụng là cái chắc. Lâu Doanh làm việc rất nhanh gọn dứt khoát, lập tức chia tay ngay. Người đàn ông đó khóc lóc van xin tha thứ, Lâu Doanh giận đến nỗi đá hư luôn cậu nhỏ của người ta ngay tại chỗ, từ đó không còn thấy anh ta đâu nữa. Bạch Phi Minh nói, cậu thấy trướng mắt phản nhất, lẽ nào không phải vì trông vạn nhất giống tình đầu sao? Thật sự không có chuyện này, mình đã quên từ lâu rồi. Lâu Doanh bụng mặt, mình xin thề. Vậy cậu nói cho mình biết Bây giờ cậu vẫn thích kiểu đàn ông như vậy sao? Kiểu nào? Là kiểu lịch sự nho nhã, mỏng manh yếu đuối, có thể kích thích ham muốn bảo vệ của cậu đó. Bạch Phi Minh nghiêm túc phân tích, mình cảm thấy bởi vì cậu có một trái tim nữ hiệp, cho nên mới để ý đến người đàn ông mỏng manh yếu đuối như vậy. Lâu Doanh lại che mặt nói, mình đi ngủ đây. Ngày hôm sau, Tô Yên mới sáng sớm đã đến bệnh viện. Vạn nhất canh giữ cả đêm, thấy Tô Yên đến anh ta bèn uể oải ướn người nói, giao đại ca lại cho cô đó, tôi đi ngủ bù. Tô Yên nói, vất vả rồi. Chuyện nhỏ thôi. Vạn nhất nói, cô Tô, cũng đừng để mình mệt quá, bây giờ cũng không phải chỉ có mình cô. Tôi nghe bác sĩ nói tốt nhất cô nên nằm trên giường nghỉ ngơi, cái thai vẫn còn chưa ổn định lắm. Ừm, tôi tự biết nên làm thế nào. Vậy thì tốt, tôi đi trước đây. Vạn nhất đi về phía thang máy, tôi yên bước vào trong phòng bệnh, Hai người đều không để ý, cuộc nói chuyện giữa bọn họ đã bị người thứ ba nghe thấy. Tần Nhã Đan ban đầu định đến thăm Lục Cận Phong, không ngờ lại nghe được tin Tô Yên mang thai. Chương 222, Tô Yên lạc lõng. Tần Nhã Đan nhớ lại trước đây mới chợt hiểu ra, cô ta đã bị Tô Yên lừa. Hóa ra lúc đó Tô Yên chắc chắn đã mang thai, nhưng lại còn nói với cô ta do kinh nguyệt không đều. Ngay cả Lục Cận Phong cũng che giấu giúp cô ta. Hai người đã đề phòng cô ta từ lúc đó, coi cô ta như người ngoài. Tần Nhã Đan siết chặt hai bàn tay, ánh mắt lộ vẻ độc ác. Cô ta yên lặng dựa sát vào phòng bệnh của Lục Cận Phong, nghe thấy tiếng cười vang lên bên trong lại càng ghen ghét không thôi. Mắt Lục Cận Phong đã mù rồi, anh là con cưng của trời, vì một người phụ nữ mà thành ra như vậy, lúc này anh còn còn được sao? Tô Yên kéo tay Lục Cận Phong, đặt lên trên bụng mình vẻ mặt lục cận phong vừa lộ vẻ rẻ giặt hiếm thấy vừa tràn đầy mong chờ vẻ mặt dịu dàng đó thật sự khiến tần nhã đan như sắp nổi điên lên dù là năm đó lục cận phong cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt dịu dàng như thế với cô ta thế nào là khi yêu một người sẽ không thể che giấu được đây chính là câu trả lời bây giờ vẫn chưa cảm nhận được gì đợi vài tháng nữa là bụng to lên rồi tô yên cũng mong chờ sự xuất hiện của hai bé cưng yên yên Lục Cận Phong nắm lấy tay Tô Yên, vỗ vỗ bên cạnh giường bệnh nói, "Em lên đây, không có em, tối qua cả đêm anh không ngủ được." Lục Cận Phong cảm nhận bằng xúc giác, nằm chính xác lên đùi Tô Yên, hai tay ôm lấy eo Tô Yên nói, "Cục cưng hơn 400 tháng vẫn là cục cưng." "Tô Yên." "Trời ạ, à, Lục Cận Phong, anh có biết xấu hổ không vậy?" Tô Yên chừng mắt nhìn anh nói tiếp, "Em thấy em vẫn nên đóng cửa lại, để tránh người ta nhìn thấy, mất mặt lắm." Nằm vào lòng vợ thì cần gì sĩ diện, Lục Cận Phong ôm chặt không chịu buông, "Yên Yên, ngày mai về đế đô, đợi anh chữa khỏi đôi mắt chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn." Tạm thời có thể không tổ chức hôn lễ, nhưng phải tranh thủ lấy giấy chứng nhận kết hôn, nếu không thì với tính khí của Tô Yên, nói đá là đá anh ngay, nhưng nếu được pháp luật bảo hộ thì cho dù ly hôn vẫn còn có thời gian để hòa giải. Lục Cận Phong cảm thấy mình cực khổ quá, người ta đi đăng ký kết hôn đều vì người nữ muốn ràng buộc người nam. Còn anh tại sao lại ngược lại mất rồi?" Tô Yên suy nghĩ nói, "Lục Cận Phong, sao em cảm thấy cả đêm qua anh không ngủ để vắt óc suy nghĩ làm thế nào để chói em lại nhỉ?" Lục Cận Phong chán nản, bật dậy thở dài nói, "Bây giờ anh là một người mù, ngộ nhỡ phẫu thuật thất bại, vậy thì sẽ mù cả đời, cơ thể em khỏe mạnh, không thiếu gì người theo đuổi, không muốn sống cả đời với anh, anh cũng có thể hiểu được." "Này này này, có thể đừng nói trơ tráo như vậy được không, lại dùng khổ nhục kế rồi." Tô Yên nhớ lại lúc mới quen Lục Cận Phong, cô cũng bị giọng điệu vô cùng đáng thương này của Lục Cận Phong lừa. Lục Cận Phong lặng lẽ quay người đi, bóng dáng đó trông đáng thương khỏi phải nói. "Được rồi, được rồi, em cũng không nói sẽ không đi đăng ký kết hôn, đi đi đi, về rồi đi cũng được." Nghe xong khóe môi Lục Cận Phong khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười gian xảo. Có câu nói này của Tô Yên, Lục Cận Phong nóng lòng muốn về đế đô ngay lập tức, bảo Sa Thành Nghị sắp xếp phẫu thuật ngay buổi chiều hôm đó lục cận phong lại được kiểm tra một lượt bác sĩ cho lời khuyên nằm viện thêm vài ngày mong muốn được xuất viện sớm của anh đã bị đập tan tô yên ở bệnh viện với lục cận phong cả ngày sau đó nghe thấy tô duy đã về cô bèn giao lục cận phong lại cho hạ phi và vạn nhất còn mình quay về địa sát một chuyến tô yên bước vào trong phòng khách lúc nhìn thấy tô duy cô xúc động không thôi gọi tiểu duy chị tô duy cũng không kìm được nỗi xúc động mấy tháng không gặp Tô Duy đã thay đổi rất nhiều, trước đây rất yếu ớt, trải qua vài tháng huấn luyện đã khỏe mạnh hơn nhiều, trông rất có sức sống. Tô Yên rất vui mừng. Lễ Quốc Minh bên cạnh nói, hôm nay hiếm khi cả nhà đều đông đủ, tối nay cùng nhau ăn bữa cơm sum họp đi, cậu cũng gọi lâu doanh đến. Nói xong Lễ Quốc Minh bèn đi gọi điện thoại. Lễ Quốc Minh nói là người một nhà, Tô Yên đến giờ vẫn chưa hiểu, tại sao Tô Duy có quan hệ dây dưa với Thiên Lang? Tô Duy là người mẹ cô dẫn về sau này, trước đó lâu doanh nói, Tô Duy tên thật là Thượng quan Duy, như vậy cũng không có quan hệ gì với nhà họ Lệ. Đối với thân thế của Tô Duy, chính Tô Duy còn không rõ, Lệ Quốc Minh chỉ nói cậu ta tên là Thượng quan Duy, ngoài ra không nói thêm gì khác nữa. Con người Lệ Quốc Minh chỉ cần là chuyện ông ta không muốn nói, quả thật không thể moi ra được chút thông tin gì. Chỉ cần Lệ Quốc Minh không làm hại Tô Duy, tôi yên cũng không quá bận tâm về những chuyện này. Trước khi ăn cơm, hai chị em Tô Yên và Tô Duy ngồi xuống nói chuyện thường ngày. Tô Duy bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, nói chị, cái dương gỗ lim trước đây chị giao cho em chính là đồ mẹ chúng ta để lại. Em tạm thời giao cho một y tá trong bệnh viện bảo quản, lúc chị về đế đô nhớ đến lấy. Đam Mỹ hay, nếu Tô Duy không nhắc chuyện này, Tô Yên cũng quên mất thật. Dạo này có quá nhiều chuyện, hơn nữa khi đó Tô Duy cũng bị đưa đi mất, vô cùng gấp gáp, cô cũng không rảnh để quan tâm đến di vật của mẹ, được. Tô Yên hỏi, em không về cùng chị sao? Tô Duy lắc đầu, Thiên Lang đang cần em, hai người Ngô Sở Long và Lương Văn Dũng vẫn chưa từ bỏ ý định. Chị hiểu rồi. Tô Yên cũng không thể ở đây mãi được, vẫn phải bàn giao lại công việc của Thiên Lang, Tiểu Duy, em đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Lâu doanh lề mề chưa đến, sau đó gọi điện nói không đến nữa, cô ta nhận nhiệm vụ đến thành phố Lân với Bạch Phi Minh một chuyến. Lệ Quốc Minh nhìn chằm chằm vào điện thoại, Cao mày nói con bé Lâu Doanh này vội vàng hấp tấp, không bị ràng buộc, cũng không ai quản được nó, đúng là không biết sau này con trai nhà ai dám lấy nó. Lễ Quốc Minh rất buồn rầu, lo sợ tính cách của Lâu Doanh không gả đi được. Tô Yên cười nói, Lâu Doanh không giống những cô gái nhà quyền thế chỉ biết ghen tuông, dựa dẫm vào đàn ông. Con bé là phượng hoàng bay lượn giữa bầu trời, lại còn nhiệt huyết sục sôi, người bình thường thật sự không xứng với con bé. Cậu thấy nó là con châu chấu thì có cả ngày ầm ý líu xíu làm cậu tức đến nỗi đau đầu vì nó cũng không đợi lâu doanh nữa lê quốc minh bảo người giúp việc mang cơm lên chuẩn bị ăn cơm những vừa ngồi vào bàn một người khách không mời lại tới cha nuôi đang ăn cơm à ngô sở long mang rất nhiều quà tặng đến nói sức khỏe cha vẫn chưa khỏi hẳn sao lại xuất viện rồi vừa nhìn thấy ngô sở long lê quốc minh khó chịu nói sao vậy mày còn mong tao chết sao sao tao lại nhận nuôi cái loại ăn cháo đá bát như mày chứ? Cha nuôi, sao lại như thế được chứ? Con luôn mong cha sống lâu trăm tuổi đó. Ngô Sở Long tự ngồi không cần mời, cười nói, hôm nay đồ ăn thịnh soạn như vậy, đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa hay đến đúng giờ cơm. Tô Yên ngồi bên cạnh không nói gì, cô đang quan sát Ngô Sở Long, Ngô Sở Long hôm nay đã thay đổi tính tình nóng nảy manh động trước kia, bây giờ lại học được cách nịnh hót rồi. Như vậy là đang muốn làm lành sao? Lễ Quốc Minh lại không đuổi Ngô Sở Long đi, điều khiến người ta bất ngờ hơn là ông ta còn sai người giúp việc lấy bát đũa cho Ngô Sở Long. Trong sự nghiêm khắc lộ ra vẻ thương yêu, điều này khiến Tô Yên thấy hơi khó hiểu. Ngô Sở Long cũng coi như biết điều, ngoan ngoãn ăn cơm, không gây thêm phiền phức gì. Sau khi ăn cơm xong, Tô Yên không nán lại lâu, lập tức rời đi. Tô Duy muốn đi tiến Tô Yên nhưng Lê Quốc Minh gọi cậu ta và Ngô Sở Long đến phòng sách, để một mình Tô Yên tự đi bắt xe. Ở đây là biệt thự, không dễ bắt xe, Tô Yên phải đi bộ một đoạn. Vừa bước ra khỏi biệt thự, Tô Yên định bắt xe ở bên đường, cô cảm thấy Lê Quốc Minh tối hôm nay có gì đó hơi khác thường, chưa đợi cô nghĩ ra, bỗng nhiên dưới ánh đèn đường xuất hiện một bóng người cao cao. Trường 223, Lục Cận Phong đã biết Hạ Phi và Hạ Vũ mặc là con của mình. Tô Yên chợt căng thẳng trong lòng, cô không dám quay đầu lại, lấy lại bình tĩnh, cô giả vờ lấy điện thoại ra, vừa gọi điện thoại vừa bước về phía trước. "Lục Cận Phong, người anh bảo đến đón em đâu?" "Được, hình như em nhìn thấy rồi." Giọng của Tô Yên rất lớn. Tô Yên càng bước nhanh hơn, đằng trước vừa khéo có một chiếc xe, thần kỳ quá, còn đúng là Hạ Vũ lái xe đến đón. Vừa rồi cô chỉ giả vờ gọi điện thoại, mở to âm lượng cũng chỉ để cố làm ra vẻ thôi không ngờ lục cận phong lại còn sai hạ vũ đến thật cô tô mau lên xe hạ vũ mở cửa xe ra tô yên bước lên hỏi lục cận phong bảo cậu đến sao hạ vũ nói đại ca không yên tâm lo cho sự an toàn của cô tô bảo tôi đến đón tô yên nhìn đèn đường bên ngoài cửa sổ xe không nhìn thấy gì cả nhưng cô rất chắc chắn nhất định có người vừa nãy đang ở bên ngoài tô yên thu tầm mắt về nói đi về thôi vâng Hạ Vũ khởi động xe rời đi. Sau khi xe lăn bánh đi, bóng dáng Tần Nhã Đan bước ra từ khu phân loại rác công cộng phía sau đèn đường. Tần Nhã Đan nhìn theo hướng Tô Yên đã đi xa, chán nản nghiến răng. Cô ta đã mất đi một cơ hội thủ tiêu Tô Yên. Cô ta bấm gọi một cuộc điện thoại, chưa làm được, tôi vẫn cần ông phối hợp thêm lần nữa. Nói xong, Tần Nhã Đan cúp máy rời đi. Chỗ ở của Lệ Quốc Minh, trong phòng sách lệ quốc minh đặt điện thoại lên bàn tô duy hỏi cậu ơi xảy ra chuyện gì sao không có gọi nhầm thôi lệ quốc minh đứng dậy bước đến trước mặt tô duy rất vui vẻ vỗ vai cậu ta nói tiểu duy à cháu cũng đã huấn luyện lâu như vậy rồi cậu cho cháu nghỉ phép lần này có muốn về đế đô với chị cháu không tô duy rất muốn quay về nhưng cậu ơi sức khỏe cậu không tốt hai người ngô sở long và lương văn dũng có dã tâm rất lớn cháu không yên tâm về cậu cậu có gì mà không yên tâm được chứ, cháu tưởng cậu dẫn dắt thiên lang mấy chục năm nay là vô ích sao. Chút ý đồ của bọn họ đối với cậu mà nói chỉ là gãi ngứa thôi. Lệ Quốc Minh mỉm cười hiền từ nói, đi đi, đúng lúc cậu cũng có một nhiệm vụ giao cho cháu đi đế đô. Nhiệm vụ gì, Tô Duy bây giờ tràn đầy nhiệt huyết, muốn lập công để thể hiện bản thân. Sau khi cháu về đế đô sẽ biết thôi. Tô Yên về đến bệnh viện bèn kể chuyện vừa xảy ra cho Lục Cận Phong nghe em cảm thấy có thể là ai ở đây kiểu gì cũng không được yên ổn yên yên ngày mai chúng ta về đế đô đi nhưng không phải bác sĩ nói tạm thời anh không thể xuất viện sao anh có chừng mực lục cận phong vừa dứt lời vạn nhất đã gõ cửa bước vào đại ca những đường vận chuyển hàng hóa của tần trấn lâm đã bị chúng ta chặn đứt rồi lần này không chỉ tổn thất về kinh tế theo như anh nói lần này còn tặng cho ông ta một món quà lớn nửa tiếng trước ông ta đã bị mời đến cục cảnh sát uống trà rồi, em cũng đã đánh tiếng với bên phía cục cảnh sát, lần này có thể khiến Tần Trấn Lâm chịu thiệt một phen. Tần Trấn Lâm sai người bắt Tô Yên và Lục Cận Phong, Lục Cận Phong bị mù cũng vì chuyện này, món nợ này đương nhiên phải tìm Tần Trấn Lâm tính cho rõ ràng rồi. Được, Lục Cận Phong gật đầu nói, cậu đi chuẩn bị một chút, ngày mai về đế đô. Gấp vậy sao, đại ca, không ở bệnh viện dưỡng bệnh thêm vài ngày à? Địa bàn của mình vẫn an toàn hơn. Dù sao ở đây cũng là địa bàn của địa sát và Thiên Lang, qua miêu tả của Tô Yên lúc nãy, Lục Cận Phong có linh cảm chẳng lành, nếu Thiên Lang xảy ra chuyện lớn, anh phải bảo Tô Yên quay về trước. Được, vậy em đi chuẩn bị. Vạn Nhất lại nhìn về phía Tô Yên nói, "Cô Tô, sao đại ca cho cô đó?" Tô Yên gật đầu, Vạn Nhất đi được vài bước lại dừng lại hỏi, "Cô Tô, sao lại không thấy cô lâu?" "Em ấy có việc riêng." Tô Yên nói đầy ẩn ý, anh Vạn, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hỏi thăm một cô gái đó. Vạn nhất vội vàng giải thích, cô tôi đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn tránh đi, đỡ phải đụng mặt oan ra, gây ra những thương tổn không đáng có. Tô Yên cười như không cười nói, tôi đâu có nói gì đâu. Vạn nhất, thật là giả dối. Ngày hôm sau, hành trình của Lục Cận Phong được sắp xếp rất dày đặc, Tô Yên cũng không kịp chào hỏi Lệ Quốc Minh, chỉ có thể gọi điện thoại nói một tiếng. Lúc Lê Quốc Minh biết Tô Yên phải đi, ông ta nói, để Tiểu Duy đi chung với cháu đi, đúng lúc để nó đến đế đô làm một chuyện, rèn luyện một chút. Hôm qua lúc ăn cơm Lê Quốc Minh không nói để Tô Duy về đế đô. Cậu à, cậu bảo Tiểu Duy đi làm chuyện gì vậy? Có chút chuyện. Lê Quốc Minh cười nói trong điện thoại, đúng rồi, cậu bảo Tiểu Duy đến thẳng đế đô rồi tụ họp với cháu. Vâng. Sau khi Tô Yên ngắt điện thoại, cảm giác khác thường lại dấy lên trong lòng rốt cuộc Lê Quốc Minh đang muốn dở cho gì. Cô Tô, lên xe đi. Vạn nhất gọi. Tô Yên khôi phục lại tinh thần, hỏi anh Vạn, anh thấy thiên lang thế nào? Vạn nhất chợt sửng sốt, hỏi sao cô lại hỏi như vậy? Chỉ tùy tiện hỏi thôi. Tô Yên nói, bên trong thiên lang rất lộn xộn, chia bè kéo cánh, nhưng dù sao cậu tôi cũng ngồi trên vị trí đó nhiều năm như vậy, cũng không phải ngồi không, nhưng trong thiên lang lòng người lại dối ren, dối đến mức khiến người ta thấy giả tạo. Nghe xong, vạn nhất nghiêm túc nói, cô tô ở thiên lang mấy ngày, cảm nhận của riêng cô thế nào? Cảm thấy, rất kỳ lạ. Nhưng tô yên không nói được lạ chỗ nào, là hành động khác thường tối qua của lệ quốc minh sao? Hay là việc lệ quốc minh lừa tần chấn lâm, cô là con gái ruột của tần chấn lâm? Được, tôi sẽ sai người để ý phía thiên lang. Mẹ, lên xe đi. Hạ Phi đẩy Lục Cận Phong lên xe. Đến đây, về đế đô mất hơn 2 tiếng đồng hồ, bọn họ ngồi xe đến sân bay trước, sau đó lại ngồi máy bay về đế đô. Lúc đến đế đô đã là buổi chiều. Lục Cận Phong vào bệnh viện, Sa Thành Nghị lập tức sắp xếp cho Lục Cận Phong kiểm tra tổng quát. Sau khi có kết quả kiểm tra đã là chiều tối. Sa Thành Nghị cũng không nói bằng những thuật ngữ học thuật khó hiểu phức tạp, anh ta nói thẳng, không có vấn đề gì lớn, Tôi sắp xếp một cuộc phẫu thuật, có thể chữa khỏi mắt cho cậu. Sa Thành Nghị cũng đã nói như vậy rồi, tôi yên cũng có thể yên tâm. Nhưng, Sa Thành Nghị nhìn Lục Cận Phong trên giường bệnh nói, anh ta không có vấn đề gì, nhưng ngược lại là cô Tô. Tôi thấy sắc mặt cô không tốt, tốt nhất vẫn nên trở về nghỉ ngơi điều dưỡng, không được lơ là. Sa Thành Nghị trước nay chưa từng làm quá vấn đề lên, anh ta nói như vậy, Lục Cận Phong căng thẳng nói, Hạ Phi, vạn nhất hai người đưa Yên Yên về đi. Tô Yên nói, không nghiêm trọng vậy đâu, em cảm thấy cơ thể em không có vấn đề gì lớn cả. Quả thật cô không thấy mình khó chịu ở đâu cả. Lục Cận Phong vô cùng ngang ngược, giọng điệu không cho phép cô từ chối, Yên Yên, về nghỉ ngơi đi, anh ở đây có xa thành nghị là đủ rồi. Lục Cận Phong hiếm khi dùng giọng điệu ngang ngược như vậy nói chuyện với cô, Tô Yên không thấy giận, trái lại còn cảm thấy rất ấm áp cho dù lục cận phong dịu dàng vỗ về hay là ngang ngược quan tâm, tất cả đều vì muốn tốt cho cô. Được, vậy em về nhà họ tô, ngày mai lại đến. Vạn nhất đi cùng với Hạ Phi, sau khi rời đi hết, trong phòng bệnh chỉ còn lại lục cận phong và sa thành nghị. Giọng nói lục cận phong lạnh lùng, có chuyện gì nói đi. Quen biết Sa Thành Nghị nhiều năm như vậy, Lục Cận Phong đương nhiên biết vừa rồi Sa Thành Nghị cố ý tách tội yên tô yên ra. Dì Trần bị thương rồi. Sa Thành Nghị nói tiếp, vào buổi tối hôm anh và cô Tô bị bắt, dì Trần bị đánh lén trong bệnh viện. Vẻ mặt lục cận phong nghiêm lại, mẹ tôi thế nào rồi? Đã được cấp cứu rồi, đến nay vẫn chưa tỉnh, đang nằm trong phòng theo dõi đặc biệt. Sa Thành Nghị nói thêm, vào lúc đứng giữa ranh giới sống chết dì Trần chỉ để lại một câu, có liên quan đến anh và Hạ Phi với Hạ Vũ Mặc. Nói gì? Dì Trần nói Tô Duy và Hạ Vũ Mặc là con trai anh. Chương 224, Lục Cận Phong vui mừng đến phát điên. Lời của Sa Thành Nghị khiến Lục Cận Phong vừa giật mình vừa kinh ngạc. Đây cũng không phải là lần đầu có người nói Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc là con trai anh. Trước đây Chu Tử Thành cũng từng nói như vậy, cũng chính vì vậy mới bắt Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc để uy hiếp anh. Ban đầu Lục Cận Phong còn tưởng Lục thừa mẫn tung tin đồn nhảm, mượn dao giết người, lợi dụng Chu Tử Thành. Nhưng bây giờ anh không cảm thấy như vậy nữa. Lục Cận Phong nhớ lại chuyện lần đầu tiên Trần Tố Anh bị đánh lén, nếu Tô Vân chỉ vì ghen ghét Tô Yên, không có lý do gì làm hại Trần Tố Anh. Một suy đoán chợt hiện lên trong đầu, Lục Cận Phong khàn giọng, khó nén nỗi xúc động nói, Sa Thành Nghị, cậu thấy Hạ Vũ Mặc và Hạ Phi giống tôi không? Sa Thành Nghị đắn đo một lát nói, nói thật thì Hạ Phi giống cậu nhất, cho dù là vẻ ngoài hay tính cách, nếu nói hai người là cha con thì tôi cũng tin thật, nhưng không phải cậu mới quen cô Tô chưa được một năm sao, lấy đâu ra hai đứa con trai lớn như vậy. Cũng chính vì vậy, nên Lục Cận Phong chưa từng nghĩ theo hướng đó. Theo như tuổi tác của hai đứa trẻ này, nếu như bọn chúng là con của cậu thật, vậy thì chứng tỏ người giải thuốc giúp tôi chính là Tô Yên. Chỉ có như vậy mới có sức thuyết phục. Đời này, trừ Tô Yên ra anh cũng chỉ chạm vào người phụ nữ năm năm trước thôi. Năm đó ánh sáng lờ mờ, anh cũng không nhìn rõ cô gái đó trông như thế nào, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, Cô gái năm đó cho anh cảm giác giống hệt như cảm giác Tô Yên mang lại cho anh. Cơ thể của họ đều mềm mại như nhau. Sa Thành Nghị nói, tôi thấy vẫn nên làm xét nghiệm ADN là tốt nhất. Làm đi, cậu làm ngay cho tôi với Hạ Phi đi. Lục Cận Phong nóng lòng muốn biết được đáp án. Anh vừa nghĩ đến người năm đó là Tô Yên, trong lòng vui mừng khôn xiết, nói cách khác, từ đầu đến cuối Tô Yên vẫn là của anh, chỉ thuộc về mỗi mình anh. Cho dù lúc trước ngoài miệng Lục Cận Phong nói không để ý, nhưng đôi lúc cũng nghĩ đến Tô Yên đã từng thuộc về người khác, trong lòng anh sẽ thấy tiếc nuối và ghen tuông. Đàn ông không ai không hy vọng người phụ nữ của mình hoàn hảo. Sa Thành Nghị nhắc nhở nói, Hạ Phi vừa mới đi cùng cô Tô, nếu làm xét nghiệm ADN, vậy thì cũng phải để ngày mai, hơn nữa nhanh nhất cũng phải 3 ngày mới có kết quả. Lục Cận Phong không đợi được nữa, như vậy cũng dày vò anh quá chuẩn bị xe, đến nhà giam, tôi muốn gặp Tô Vân một lát. Đây là cách tốt nhất để biết sự thật. Ý của cậu là Tô Vân biết chuyện này sao? Tô Vân vẫn luôn căm ghét Tô Yên, lúc mẹ tôi xảy ra chuyện, chính là lúc thân phận của Hạ Phi và Hạ Vũ mặc bị vạch trần, mẹ tôi lúc đó không có trong phòng khách, ngược lại đã ra ngoài rồi, chuyện này rất khác thường, chắc chắn bà ấy có chuyện quan trọng. Sa Thành nghĩ hiểu ra, cậu nói có lẽ gì Trần Âm Thầm tìm người làm xét nghiệm ADN sao? bị Tô Vân biết được nên cô ta mới đánh lén dì Trần. Đây chỉ là suy đoán của tôi, cho dù có phải thật hay không, hôm nay cũng phải hỏi cho ra câu trả lời. Nhưng trước khi có được câu trả lời, chuyện này vẫn không không để Tô Yên biết, anh cũng sợ sẽ mừng hụt. Được, vậy tôi đi lấy xe. Một tiếng sau, màn đêm buông xuống, Lục Cận Phong và Sa Thành Nghị xuất hiện trước cửa trại giam nữ. Trên đường đến đã đánh tiếng trước, xe vừa dừng, cổng trại giam nữ đã được mở ra. Trưởng trại giam là một người đàn ông trung niên bụng bự, vẻ mặt tươi cười bước đến đón tiếp cậu Lục. Lục cận phong đeo kính dâm, ngồi trên xe lăn, được xa thành nghị đẩy vào trong. Tô Vân ở đâu? Tôi đưa cậu Lục qua đó ngay. Trưởng trại giam cũng không biết Lục Cận Phong đột nhiên muốn gặp Tô Vân làm gì, nói, phạm nhân này sau khi vào đây giống như một kẻ điên vậy, miệng cứ lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì, Cô ta cũng không sống hòa hợp được với các phạm nhân nữ khác, lúc mới vào còn thường xuyên đánh nhau, sau này thì không đánh nữa, cứ ngồi ngẩn ngơ một mình. Lục Cận Phong đến Tô Vân cũng như vậy. Cô ta ngồi tựa trên đầu giường, hai mắt nhìn thẳng lên trên nóc nhà, sau gáy đụng đụng vào vách tường rất có quy luật, miệng đang lẩm bẩm, chốc chốc lại bật cười. Bụng Tô Vân đã rất to rồi, cũng đã được 6-7 tháng. Sa Thành Nghị hỏi, có gọi bác sĩ vào kiểm tra chưa? Lục Cận Phong không nhìn thấy được Tô Vân, nghe Sa Thành Nghị nói như vậy, anh bèn hỏi, cậu nhìn ra cái gì không? Tôi nghi ngờ tinh thần Tô Vân có vấn đề. Tô Vân quen sống trong nhung lụa, chưa từng khốn đốn như thế này, bị nhốt trong căn phòng nhỏ, không thấy ánh mặt trời. Trưởng trại giam nói, trước đây có bảo bác sĩ tới khám, nhưng không khám ra được bệnh gì, hơn nữa những người vào đây, 10 người thì hết 9 người bị điên rồi. Bệnh thần kinh là bệnh tâm lý, không dễ nhận định. Sa Thành Nghị nói: "Chúng tôi muốn hỏi Tô Vân một chuyện, trưởng trại giam, làm phiền ông ra ngoài đợi một lát." Ý của lời này là nội dung của câu hỏi không tiện để người ngoài biết được. Trưởng trại giam rất biết điều nói: "Được, tôi đợi ở bên ngoài, có chuyện gì anh cứ việc dặn dò." Trưởng trại giam rời đi, Lục Cận Phong nghe tiếng xác định vị trí, ánh mắt nhìn chính xác về phía Tô Vân, nghiêm giọng hỏi: "Tô Vân, tôi là Lục Cận Phong, tại sao cô lại làm hại mẹ tôi?" cô vẫn luôn không chịu mở miệng nói ra nguyên nhân có phải bởi vì chuyện hạ phi và hạ vũ mặc là con trai của lục cận phong tôi không tô vân ban đầu còn lẩm bẩm không ngừng đụng vào tường sau khi nghe thấy câu này bèn dừng động tác đụng vào tường lại cô ta nhìn về phía lục cận phong theo bản năng không không phải tô vân phản ứng rất mạnh lục cận phong lạnh lùng truy hỏi vậy là vì điều gì tô vân lục cận phong tôi không có kiên nhẫn như vậy đâu hỏi cô lần cuối cùng Hạ Phi và Hà Vũ mà có phải con trai tôi không, cô có thể lựa chọn tiếp tục che giấu, giả điên giả khùng, chỉ cần một khi làm xét nghiệm ADN, tôi vẫn có thể biết được sự thật, nhưng cô lại mất đi một cơ hội có thể rời khỏi đây trước thời hạn, tôi cho cô thời gian một phút để suy nghĩ. Lục Cận Phong không thèm quan tâm Tô Vân bị điên thật hay giả vờ điên, anh chỉ cần câu trả lời. Sa Thành Nghị, tính giờ. Được, Sa Thành Nghị giơ đồng hồ ra nhìn chằm chằm vào đó nói, vẫn còn 30 giây cuối cùng. Thời gian trôi qua rất nhanh. 10, 9, 8. Sa Thành Nghị đếm từng giây, thần kinh Tô Vân chợt căng thẳng, cô ta đang cân nhắc. Cô ta muốn ra ngoài, nhưng cô ta không muốn Tô Yên đắc ý. Một khi thân thế của Hạ Phi và Hạ Vũ mặc được công bố, vậy địa vị của Tô Yên ở nhà họ Lục chẳng phải lại càng cao hơn sao? Có hai đứa con trai bên cạnh chức mợ lục của Tô Yên sẽ vững vàng hơn. Nhưng nếu không nói, vậy cô ta phải ở trong đây mấy chục năm. Thật ra mọi chuyện đều do Tô Vân tự suy đoán, cho dù không có hai đứa trẻ đó, vị trí của Tô Yên trong lòng lục cận phong cũng sẽ không thay đổi. Nếu như hai đứa trẻ đều là con cháu của nhà họ lục, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. 3, 2, 1 Số cuối cùng vừa dứt, Tô Vân vội vàng nói, tôi nói, Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc bọn chúng đều là con cháu của nhà họ Lục. Tô Vân lão đảo bò xuống khỏi giường sắt, hai tay nắm chặt song sắt nói, cậu cả Lục, tôi đã nói rồi, anh thả tôi ra có được không? Đây không phải chỗ cho người ở, con của tôi sắp chào đời rồi, anh cứ coi như tích đức cho con mình đi, thả tôi ra được không? Cho dù từng cứng miệng như thế, nhưng bị nhốt trong đây lâu như vậy, không có ai đến thăm, niềm tin trong lòng Tô Vân cũng đã sụp đổ từ từ. Những lời của Tô Vân khiến Lục Cận Phong càng nắm chặt tay vịn xe lăn hơn, anh vui mừng khôn xiết, không thể nào kiềm chế được nữa. Cô gái năm đó thật sự là Tô Yên. Duyên phận của hai người đã được định sẵn vào lúc đó rồi. Năm đó, Tô Yên giải thuốc giúp anh, mấy năm sau lại gặp nhau lần nữa, nhưng là anh giải thuốc giúp cô. Hai đứa trẻ trời xui đất khiến thế nào lại trở về bên cạnh bọn họ. Mọi chuyện đều đã được số phận âm thầm sắp đặt. Vừa nghĩ đến Hạ Phi và Hạ Vũ mặc là con trai mình, Lục Cận Phong vui mừng nở nụ cười. Qua đối vui mừng, Lục Cận Phong nói tôi sẽ đánh tiếng với bên trên, giảm nhẹ hình phạt cho cô 2 năm, chỉ cần cô biểu hiện tốt, chưa được mấy năm nữa là đã có thể ra ngoài rồi. Giảm hình phạt 2 năm đã là sự nhân từ lớn nhất Lục Cận Phong dành cho Tô Vân. Như thế còn vì Lục Cận Phong bị câu nói tích đức cho con của Tô Vân kích động, con của Tô Vân cũng sắp chào đời rồi, Tôi Yên bây giờ lại đang mang thai, anh cứ coi như làm việc thiện tích đức cho con mình." Tô Vân vừa nghe xong vẻ mặt xám xịt. "Chỉ giảm hình phạt 2 năm, cậu cả Lục, cậu cả Lục." Lục Cận Phong cũng không thèm quan tâm Tô Vân nữa, bảo Sa Thành Nghị đẩy mình ra ngoài. "Sa Thành Nghị, tôi đã có hai đứa con trai rồi." Lục Cận Phong khó giấu nổi sự vui mừng, Hạ Phi và Hạ Vũ mặc là con của Lục Cận Phong tôi thật, hai đứa trẻ đó. Xứng đáng là con của tôi đứa nào đứa nấy đều giỏi như nhau. Sa Thành Nghị, cậu đừng có hả hê với tôi, có con trai cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Tôi có hai đứa con trai. Cả đời này của Lục Cận Phong chưa bao giờ hả hê đến vậy, yên yên sinh cho tôi đó. chương 225, đồ trong giường gỗ lim. Điều khiến Lục Cận Phong vui nhất là tôi yên sinh ra hai đứa trẻ đó. Cho dù là con gái hay con trai, chỉ cần là con của anh và Tô Yên, anh rất thích và rất vui. Thậm chí Lục Cận Phong cũng không cần làm xét nghiệm ADN, anh đã có thể chắc chắn hai đứa trẻ là con mình. Sa Thành Nghị, chúng ta đến nhà họ Tô đi. Lục Cận Phong nóng lòng muốn đến gặp Tô Yên, muốn nhìn hai đứa trẻ đó, nhưng anh lại thay đổi suy nghĩ, không thể cứ đi như vậy được, tôi đi chuẩn bị một chút, bây giờ chính thức nhận hai đứa con trai, không thể qua loa sơ sài như vậy được, ngày mai rồi hẵng đi. Tôi còn chưa từng nhìn thấy cậu." Sa Thành Nghị dừng lại một chút nói, giống như uống thuốc lắc vậy. Lục Cận Phong đang chìm đắm trong sự hưng phấn. "Cũng nên để Lục Cận Phong đắc ý hả hê, ai bảo bây giờ anh là người may mắn nhất trên đời chứ? Theo đuổi được vợ, có hai đứa con trai, lại còn có hai cô con gái mấy tháng nữa sẽ chào đời." "Đợi ngày nào đó cậu có thể giống như tôi bây giờ, khi đó cậu sẽ biết uống thuốc lắc cảm giác thế nào." Sa Thành Nghị nhẹ nhàng nói, "Yên tâm." tôi sẽ không giống như cậu đâu, con trai của mình ở ngay bên cạnh mình lâu như vậy cũng không nhận ra. Quả thật là may mắn. Đứa con trong bụng cô Tô cũng chưa chắc là con gái, ngộ nhỡ lại là hai đứa con trai, vậy thì phải chúc mừng thật rồi. Đừng chù con gái tôi, trong bụng yên yên chắc chắn là con gái. Tô Yên về đến nhà họ Tô chẳng bao lâu Tô Duy đã đến. Tô Đình Nghiêm nhìn thấy Tô Duy chợt ngẩn ra một lát, sắp nhận không ra cậu ta, cười gượng nói cao lên rồi, rất có sức sống. Tô Yên bên cạnh ung dung nói, chẳng qua tiểu Duy chỉ đi vài tháng, hơn nữa em ấy đã bao nhiêu tuổi rồi, còn cao hơn gì chứ. Tô Đình Nghiêm ngượng ngùng cười nói, các con đói chưa, cha sai người giúp việc nấu chút gì đó ăn. Đã ăn rồi. Tô Duy vẫn không thích Tô Đình Nghiêm, cậu ta không muốn về nhà họ Tô, nhưng Tô Yên đã về rồi nên cậu ta mới đi về theo. "Chị, đây là cháu trai sao?" Tô Duy nhìn về phía Hạ Phi đây là lần đầu tiên cậu ta gặp hạ phi ừm tô yên vẫy tay gọi hạ phi mau gọi cậu đi cậu hạ phi không khéo ăn nói như hạ vũ mặc trên người toát lên chút thần thái của người đàn ông nhưng chào hỏi rất lễ phép tô duy nói đứa trẻ này đúng là con của chị trông rất giống chị tô yên không hề cảm thấy hạ phi giống mình ngược lại cảm thấy hạ vũ mặc giống hơn một chút nhắc đến hạ vũ mặc tô yên lại bắt đầu nhớ nhung Lúc về quá vội vàng, Tô Yên còn chưa đến nhà họ Lý đón Hạ Vũ Mặc. Bây giờ cũng trễ rồi, Tô Yên bảo Tô Đình Nghiêm và Hạ Phi đi tắm rửa nghỉ ngơi trước, còn mình thì gọi Tô Duy đến phòng bên cạnh. "Tiểu Duy, em nói thật cho chị biết, cậu đã giao cho em nhiệm vụ gì?" Trong lòng Tô Yên vẫn luôn thấp thỏm lo lắng, cô quyết định hỏi cho rõ ràng. Tô Duy lắc đầu đáp, "Cậu không nói, chỉ bảo em đến đây, còn về nhiệm vụ, cậu nói đến lúc đó em sẽ biết thôi, chị" sao bỗng nhiên chị lại hỏi như vậy tối qua chị ra khỏi nhà của cậu phát hiện có người đi theo có phải là người của địa sát không tô duy nói tiếp em nghe nói tần trấn lâm bị đưa đến cục cảnh sát rồi có lẽ bọn họ đến gây phiền phức cho cậu chị để một mình cậu ở bên đó em vẫn thấy hơi lo ngô sở long và lương văn dũng không phải người tốt gì chuyện tần trấn lâm bị đưa đến cục cảnh sát tô yên cũng có nghe vạn nhất nói những ngày tháng sau này của địa sát đoán chừng sẽ không dễ dàng chút nào, Lục Cận Phong sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tô Yên cân nhắc nói, Tiểu Duy, cho dù tiếp theo cậu bảo em làm gì, em cũng phải nói cho chị biết trước, không được làm liều. Chị, chị đang lo lắng chuyện gì? Tô Duy nói đùa, lẽ nào chị sợ cậu sẽ hại em? Tô Yên nói thẳng, giữa chừng bỗng nhiên lại xuất hiện một người cậu này, quả thật chị cũng không tin tưởng lắm, dù sao em cũng phải nghe lời chị, Bất cứ chuyện gì cũng phải bàn bạc với chị trước mới đưa ra quyết định. Tô Yên vẫn không quên cảnh tượng lần đầu tiên cô nhìn thấy Lê Quốc Minh ở trước mộ của mẹ, cùng với bó hoa Lê Quốc Minh đặt trước phần mộ của mẹ. Lê Quốc Minh mua một bó hoa bách hợp giống hệt như tô đình nghiêm. Mẹ dị ứng với hoa bách hợp. Nếu Lê Quốc Minh là anh em thân thiết với mẹ cô, vậy tại sao lại không biết cả chuyện này? Sau này lúc gặp nhau ở bệnh viện, Lê Quốc Minh vừa mở miệng ra là bảo muốn trả thù cho mẹ cô còn nói kẻ thù là Tần Trấn Lâm, sau đó lại giao thiên lang cho cô. Sau này vì muốn cứu cô, ông ta lại lừa Tần Trấn Lâm, nói cô là con gái ruột của Tần Trấn Lâm, nhưng sau đó lại phủ nhận chuyện này. Nghĩ kỹ thấy rất lo sợ. Tô Yên luôn cảm thấy những chuyện này không đơn giản như vậy. Được rồi, chị, nếu như cậu tìm em, chắc chắn em sẽ nói với chị. Tô Duy nói thêm, hay là chị cũng đi nghỉ ngơi đi. Đã muộn như vậy rồi. Ừm, em cũng đừng lơ là quá tô yên nói đúng rồi tốt nhất ngày mai em đi lấy di vật của mẹ về đây vâng trời sáng em đi ngay ngày hôm sau tô duy sáng sớm đã đến tìm y tá của bệnh viện lúc trước để lấy dương gỗ lim về còn chưa ngồi xuống tô duy đã nhận được điện thoại của lệ quốc minh thiên lang có một nhà kho ở đế đô bảo cậu ta đến kiểm tra một chút tô yên vẫn chưa dậy tô duy nghĩ chỉ là đến nhà kho xem thử cũng không có chuyện gì lớn cậu ta không nói với Tô Yên, lấy dương gỗ đỏ rồi rời đi. Tô Yên ham ngủ, lúc tỉnh dậy đã sắp 10 giờ, Hạ Vũ Mặc cũng được Lưu Tuyết Lam đưa đến. Hai anh em Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đã lâu không gặp, Hạ Phi đi đâu, Hạ Vũ Mặc đi theo đó. Hạ Phi đến nhà bếp nấu cháo cho Tô Yên, Hạ Vũ Mặc cũng đi theo vào trong, liên tục hỏi Hạ Phi trên đảo trông thế nào, huấn luyện có cực khổ không, có mệt không. Hạ Vũ Mặc vô cùng tò mò về những chuyện trên đảo. Lúc Tô Yên xuống lầu, đúng lúc nghe thấy hai đứa trẻ nói chuyện, trong lòng hơi hồi hộp, con trai nhỏ cũng muốn lên đảo rồi. Tiểu Yên, dậy rồi à? Lưu Tuyết Lam cười nói, mới bao lâu không gặp, sao lại gầy như vậy rồi? Tô Yên xoa xoa gương mặt mình nói, mẹ nuôi, con đã béo lên 5kg rồi đó. Con mang thai mới tăng 5kg đã là gì đâu, lúc mẹ mang thai Tiểu Văn tăng từ 45kg lên 80kg đó, cả người tròn xoe. Lưu Tuyết Lam nói tiếp, mang thai thì phải ăn ngon ngủ ngon, còn về vóc dáng, sau khi sinh xong lại tính. Vâng, con nghe theo mẹ nuôi hết. Tô Yên sợ Lưu Tuyết Lam lại cào nhau, cô nhìn thấy cái tương gỗ lim trên bàn bèn hỏi, Tiểu Duy lấy về rồi sao? Em ấy đây rồi. Hạ Phi từ nhà bếp bước ra nói, cậu để đồ ở đây rồi đi rồi, mẹ, đây là cháo con nấu đó, mẹ ăn thử đi. Hạ Vũ mặc bên cạnh cũng nói, mẹ, con cũng giúp anh, thịt bên trong do con cắt đó ừm, đều là con trai ngoan của mẹ. Tô Yên hôn lên chán mỗi đứa một cái, sau đó mới ngồi xuống ăn. Mùi vị rất được, rất ngon miệng. Cục cưng giỏi thật, ngoan quá đi. Tô Yên vừa ăn vừa nói, đúng rồi, cục cưng, giúp mẹ tìm cái búa qua đây để mở dương. Hạ Phi nhìn ổ khóa trên dương nói, mẹ, không cần lấy búa đâu, con mở được, chỉ cần một cây kim thôi là được rồi. Hạ Phi tìm một cây kim đến, chỉ một lát đã mở khóa được thật tô yên kinh ngạc nói cô cương à trên đảo còn dạy các con mở khóa sao không ngờ nghiệp vụ của ám giả cũng rộng khắp như vậy nhận cả chuyện mở khóa hạ phi mẹ à bọn con không nhận chuyện làm ăn dưới một ngàn vạn đâu tô yên ân cần dạy dỗ như vậy lại không đúng rồi bây giờ làm ăn khó khăn sao có thể chia tiền ít không nhận làm chứ tô yên vừa nói vừa mở dương gỗ lim ra chiếc dương này đã để lâu vừa mở ra mùi mốc meo bên trong cũng lập tức tỏa ra khắp nơi. Bên trong không hề có đồ vật giá trị gì, chỉ có một sấp thư dày, tổng cộng 96 bức, trên mỗi bức đều có ghi ngày tháng. Mỗi tháng một bức, tổng cộng 8 năm, 96 bức. Trên mỗi một bức đều có một chữ nhỏ. Lâm. Lâm là ai? Tô Yên chợt nghĩ đến Tần Trấn Lâm theo bản năng. Lẽ nào những bức thư này đều là thư mẹ viết cho Tần Trấn Lâm? Tô Yên nóng lòng mở một bức gần đây nhất ra xem, cũng chính là bức mẹ viết vào tháng bà ấy qua đời. Lúc nhìn thấy nội dung bên trong bức thư, cả người Tô Yên chợt cứng đờ. chương 226, mối tình trái ngang của Lệ Uyển và Tần Trấn Lâm. Tô Yên xem xong nội dung bức thư, thấy có hơi khó tin. Những bức thư này thật sự là do mẹ viết cho Tần Trấn Lâm, trong từng câu từng chữ đều để lộ tình yêu và tưởng nhớ nồng đậm. Trong lòng mẹ tần trấn lâm mới là bí mật mà bà ấy không thể nói ra là tình cảm chân thành của bà ấy ngay cả những thứ mẹ viết trước khi qua đời cũng để lộ sự thương nhớ đối với tần trấn lâm thì ra trước khi mẹ qua đời người bà ấy muốn gặp nhất là tần trấn lâm chỉ đáng tiếc bà ấy rời đi với sự tiếc nuối đến lúc chết cũng không gặp được tần trấn lâm trước khi qua đời bà ấy đã từng gọi cho tần trấn lâm tuy nhiên người nghe điện thoại lại không phải là tần trấn lâm mà là mẹ của Tần Nhã Đan. Trong bức thư không có nói đến nội dung cuộc gọi lúc đó, nhưng từ trong câu chữ, Tô Yên có thể cảm nhận được một loại bi thương. Yêu nhưng không thể có được, yêu nhưng không thể nói ra, yêu nhưng không thể gặp, không thể nghĩ, không thể nhớ. Yêu đến tận xương tủy, không thể cứu chữa. Chóp mũi Tô Yên chua xót, dòng chua xót đó sộc thẳng đến hốc mắt, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Là nước mắt. Mẹ, trên đó viết gì vậy ạ? À? thấy mắt tô yên ươn ướt hạ phi vô cùng khẩn trương lưu tuyết làm cũng hết hồn tiểu yên làm sao vậy những thứ này đều là di vật của mẹ con là bức thư bà ấy viết tô yên nhớ đến khoảnh khắc mẹ nhắm mắt ánh mắt tự ái nhìn cô lại giống như đang nhìn một người khác thông qua cô tiểu yên cha đã cố ý đến chợ mua cá biển và rất nhiều trái cây nghe nói là bổ nhất cho người có thai tô đình nghiêm sách bao to bao nhỏ đi vào trái cây thì bưng từng thùng từng thùng vào toàn là thùng trái cây mấy nghìn vạn trở lên. Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Yên nhận được sự quan tâm của Tô Đình Nghiêm. "Tiểu Yên, không phải đây là chiếc hộp gỗ màu đỏ của mẹ con để lại sao?" Tô Đình Nghiêm chú ý đến chiếc hộp gỗ màu đỏ và những lá thư trên bàn, nói, "Những thứ đó đều là do mẹ con viết sao? Cha xem thử, có thư viết cho cha không?" "Cha, hay là cha đừng." Ngôn tình tổng tài. Tô Yên muốn ngăn cản. Dù sao thì đối với Tô Đình Nghiêm mà nói, mỗi bức thư này đều vô cùng đau lòng. Tô Đình Nghiêm nhanh tay lấy một bức thư từ trong hộp. Tô Yên không thể ngăn cản, Tô Đình Nghiêm đã đọc nội dung bức thư mất rồi. Ông ta đọc nhanh như gió. Sau khi đọc xong, nụ cười trên mặt Tô Đình Nghiêm sao 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 tại khóe miệng, ngay sau đó lại cười, mẹ con, từ đầu đến cuối mẹ còn đều không thể quên người đó. Nụ cười của Tô Đình Nghiêm mang theo mấy phần cay đắng. Thì ra, ông ta đã sớm biết người trong lòng mẹ là người khác. Đột nhiên Tô Yên nhớ đến một chuyện, lật xuống tận đáy, lấy bức thư đầu tiên mà mẹ viết ra. Cô vội vàng mở ra xem. "Trấn Lâm, con của chúng ta đã ra đời rồi, là một bé gái xinh xắn. Lỗ mũi và lông mày giống anh, lúc cười lên thì giống em." "Đúng rồi, em đã đặt tên cho con là Yên. Trên đời này có ba thứ mà em yêu thích, mặt trăng, mặt trời và anh." "Buổi sáng yêu mặt trời." buổi tối yêu mặt trăng, còn yêu anh thì mãi yên như thế. Tô Yên không ngừng thì thào trong miệng, còn yêu anh thì mãi yên như thế. Ý của câu này là, anh chính là người mà em nhớ mong ngày đêm, không bao giờ thay đổi. Tình yêu mẹ dành cho Tần Trấn Lâm đều chôn giấu trong cái tên này. Trong lòng Tô Yên chấn động tới mức không thể nào hơn nữa. Cô là con gái của Tần Trấn Lâm, cô thật sự là con gái của Tần Trấn Lâm, Lệ Quốc Minh đã nói dối vì sao lê quốc minh lại nói dối vì sao thừa nhận rồi lại phủ nhận như thế là có ý gì ông ta bảo cô đi tìm tần trấn lâm báo thù điều này lại có ý gì nữa tô yên vội hỏi hạ phi lúc cậu con đi có nói là đi làm việc gì không dạ không hạ phi nhớ lại mẹ con nghe thấy cậu đã nhận một cuộc gọi hình như là đi đến nhà kho gì đó xem thử nhà kho tô yên nhìn về phía tô đình nghiêm Tô Đình Nghiêm vội nói, cha không có bảo nó đến nhà kho gì cả. Công ty của nhà họ Tô, trước giờ Tiểu Duy cũng chưa từng xen vào, bây giờ cha cũng không xen vào nữa, mỗi tháng cứ nhận tiền hoa hồng, vui vẻ sống an nhàn tự tại. Tô Yên vội vàng gọi điện thoại cho Tô Duy. Gọi không được, không có tín hiệu. Hạ Phi, con có thể truy tìm số điện thoại này không? Xác định ra vị trí của nó. Hạ Phi nhíu mày, mẹ, có hơi khó, nếu như là vùng không có tín hiệu thì càng khó làm hơn. Tô Yên lại mở một bức thư. Cô muốn từ trong đống này tìm ra một số tin tức liên quan đến Lệ Quốc Minh. Cô không tin Lệ Quốc Minh, người cô có thể tin chỉ có mẹ. 96 bức thư, xem xong mỗi bức, Tô Yên cảm giác như mình tận mắt chứng kiến cuộc đời của mẹ, cũng chứng kiến câu chuyện của mẹ và Tần Trấn Lâm. Cũng từ trong thư biết được một bí mật vô cùng lớn. Mẹ mình và Lệ Quốc Minh không phải là anh em ruột. Thì ra, mẹ là con gái nuôi được nhà họ lệ nhận nuôi. Còn lúc trước Tần Trấn Lâm tức giận rời khỏi thiên lang, đều là do mẹ cố ý ép ông ta rời đi. Mẹ cảm nhận được lệ quốc minh có sát tâm với Tần Trấn Lâm. Nhưng chính vì vậy, đã khiến Tần Trấn Lâm ghi hận mẹ cả một đời, cho rằng mẹ khinh thường ông ta, không hiểu ông ta. Tô Yên ngẩng đầu nhìn Tô Đình Nghiêm, cha, rốt cuộc là con được sinh ra khi nào. Tô Đình Nghiêm biết bí mật cất giấu hơn 20 năm đã không thể giấu được nữa, thở dài nói tháng chạp. Lúc mẹ con sinh ra con, cơ thể suy yếu, thiếu chút nữa là mất mạng. Bác sĩ đề xuất mổ sớm, mẹ con nói đứa nhỏ đủ tháng thì cơ thể mới khỏe mạnh, bà ấy nằm suốt trên giường 3 tháng, mãi đến khi con đủ tháng mới sinh con. Chẳng trách, năm đó, lúc mẹ dẫn Tô Duy về, Tô Đình Nghiêm một mực khẳng định là con riêng của mẹ. Bởi vì bản thân cô cũng không phải là con cái nhà họ Tô, thì sao Tô Đình Nghiêm có thể tin mẹ được chứ? lúc đó mẹ mang thai hai đứa con. Lúc bà ấy rời khỏi thiên lang, bị ép sát mất một đứa. Ngay cả cô, cũng nhờ mẹ che giấu lệ quốc minh, mới có mạng sống sót đến ngày hôm nay. Đây chính là nguyên nhân khi mẹ rời khỏi thiên lang, đã che giấu họ tên. Lượng tin tức lớn như vậy, tôi yên không thể tiếp nhận hết ngay lập tức. Mà lúc này, tôi yên nhận được cuộc gọi của cảnh sát, Tô Duy bị bắt rồi. Chuyện cô lo lắng, cuối cùng vẫn xảy ra rồi cha, chúng ta nhanh chóng đến cục cảnh sát một chuyến. Hạ Phi nói, mẹ, con cũng đi. Được, Hạ Phi không phải là một đứa trẻ bình thường, dẫn theo Hạ Phi, không chừng còn có thể giúp được việc. Tô Yên cũng chưa từng đối xử với Hạ Phi như một đứa trẻ 5 tuổi. Lưu Tuyết Lam nói, vậy mẹ cũng đi theo một chuyến, ít nhiều gì thì phía cục cảnh sát cũng sẽ nể mặt nhà họ lý một chút. Tô Đình Nghiêm đi lái xe, Hạ Phi, Hạ Vũ Mặc và Lưu Tuyết Lam đều đi theo vừa đủ một xe người. Chiếc xe chạy ra khỏi gara, mấy người lên xe, vừa chạy ra khỏi khu biệt thự, đã gặp phải Lục Cận Phong ở ngay cổng lớn. Lục Cận Phong mặc đồ vest, mang giày da, đeo kính đen, chống gậy người mù, một tay đang cầm một bó hoa hồng màu hồng nhạt đứng ven đường. Hai bên ven đường trái phải có mười mấy chiếc xe sang, xếp thành một dãy, trên mặt đất trải thảm đỏ, trận thế vừa lớn, vừa long trọng. Sa Thành Nghị đứng sau lưng Lục Cận Phong, tạm thời phụ trách làm đôi mắt cho Lục Cận Phong. Cô Tô và bọn họ đã ra rồi. Sa Thành Nghị bước lên trước một bước, sau khi nhắc nhở xong lại lùi về vị trí cũ. Lục Cận Phong đứng thẳng người, thẳng tắp như cây tùng bách. Hạ Phi và Hạ Vũ mặc đưa mắt nhìn nhau. Hạ Vũ mặc nói, chú Lục làm gì vậy? Hạ Phi nói, khẳng định là có âm mưu. Tô Yên nóng ruột muốn đến cục cảnh sát, thò đầu ra khỏi xe, Lục Cận Phong, anh làm gì vậy? Chương 227, Tô Yên đã biết người năm đó là Lục Cận Phong. Lục Cận Phong thanh giọng, theo sự nhắc nhở của Sa Thành Nghị, chống gậy đi đến trước mặt Tô Yên. "Yên Yên, đóa hoa này tặng cho em, anh đến đón." "Anh đến đúng lúc lắm, Tiểu Duy bị cảnh sát bắt rồi." Tô Yên cắt ngang lời anh, nói, "Anh quen thuộc với người bên phía cảnh sát, có thể đánh tiếng giúp không?" Tô Yên lo lắng cô đến thì cũng không gặp được Tô Duy. Tô Duy bị bắt rồi sắc mặt lục cận phong sầm xuống được anh đi với em đến cục cảnh sát một chuyến có lục cận phong trong lòng tôi yên kiên định hơn nhiều tạm thời mấy người hạ phi hạ vũ mà cũng không cần đi nữa ba người tôi yên lục cận phong và sa thành nghỉ cùng nhau đi cục cảnh sát lục cận phong nói chuyện với cục trưởng trước mới biết được vì sao tô duy lại bị bắt thì ra trong nhà kho mà tô duy tới toàn là tàng chữ những đồ cấm số lượng rất lớn bọn họ nhận được báo cáo nạc danh nên mới đến. Lúc đó, Tô Duy đang đi xem hàng trong nhà kho, còn chưa kịp mở ra kiểm tra, cảnh sát đã đến rồi. Tô Duy bị bắt, người và tang vật đều có, hơn nữa khi cảnh sát vừa bắt đầu hỏi, Tô Duy đã thừa nhận hàng trong nhà kho là của cậu ta, lúc này đã chắc như đinh đóng cột, không còn gì để tranh cãi. Mấy năm qua pháp luật đã nghiêm ngặt hơn, hành vi của Tô Duy hoàn toàn là sai trái, hơn nữa sự việc vừa xảy ra, nhân viên cấp cao hơn đều biết cả rồi và vô cùng quan tâm đến vụ án này nói cách khác cho dù là lục cận phong cũng không thể bảo lãnh được bất kể là con cọp có to đến đâu một khi kinh động đến cấp cao thì cơ bản là xong đời muốn lật lại bản án gần như là không thể sau khi tôi yên biết được tin này cả người đều ngây ra cục trưởng tôi muốn gặp tiểu duy cục trưởng nhìn lục cận phong đắn đo nói được tôi nể mặt cậu một lần Trước kia tôi cũng không ít lần nhận được ân tình của nhà họ Lục, có điều là nhiều nhất chỉ có thể nửa tiếng thôi. Được, không thành vấn đề. Tô Yên cảm ơn, cảm ơn Cục trưởng. Lục Cận Phong nói cảm ơn. Cục trưởng dặn dò bên dưới, sắp xếp cho Tô Yên và Tô Duy gặp mặt. Vừa thấy Tô Yên, Tô Duy vội nói chị, hàng đó không phải của em. Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Em bị oan, chị cứu em với. Khi biết được số hàng đó là gì, Tô Duy cũng sửng sốt, ngây ra. Đến bây giờ cậu ta cũng không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Em bình tĩnh trước đã, chị hỏi em cái gì, em cứ trả lời cái đó. Tô Yên nghiêm túc hỏi, vì sao em lại đến nhà kho? Là cậu gọi điện thoại bảo em đến. Nói là vừa lúc em đang ở đế đô, bảo em thuận tiện đến kiểm tra một lát. Quả nhiên là lệ quốc minh. Lúc này Tô Yên đã không cảm thấy kinh ngạc nữa, cô nói rõ ràng mạch lạc ban đầu em có biết trong nhà kho chứa thứ gì không em không biết em chỉ tưởng là một số lá trà gì đấy thôi ai ngờ là cái thứ kia chứ tô duy ảo náo ôm đầu chị đáng lẽ em nên bàn bạc trước với chị không nên tự ý quyết định em vốn nghĩ chị đến xem thử sẽ không có chuyện gì chị sao thiên lang lại có mấy thứ đó có phải là do địa sát hoặc người khác hãm hại không ngô sở long hoặc là lương văn dũng Tô Yên không nói suy đoán của mình cho Tô Duy mà chỉ hỏi trong nhà kho có người khác không, người phụ trách đâu, mấy công nhân kia đâu, bọn họ cũng đều chắc chắn hàng là của em, em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội. Tô Duy rất sốt ruột, sợ hãi. Lục cận phong ở bên cạnh đặt tay lên vai Tô Yên nói, xem ra tình huống này đã được dày công sắp đặt, có lẽ những người công nhân đó thật sự cho rằng hàng là của Tô Duy. Tô Yên lập tức phản ứng lại, cũng nói cách khác, tình huống này không phải được sắp đặt trong ngày một ngày hai, mà đã được chuẩn bị sẵn, chỉ đợi Tiểu Duy. Tô Duy nghe mà ù ù cả cạc, em không đắc tội người nào. Nhà kho đó không phải của Thiên Lang hay sao? Là cậu bảo em đi. Chị, cậu cũng không thể hại em chứ. Tiểu Duy, em tin chị không? Tin, cho dù đời này không tin bản thân em, em cũng sẽ tin chị. Trong mắt Tô Duy lộ ra sự kiên định vậy thì tốt em nhớ kỹ chuyện này không phải em làm bất kể thế nào cũng không được sửa miệng chị sẽ cứu em ra tô duy nhìn tô yên gật đầu nửa tiếng đã hết tô yên chỉ có thể nhìn tô duy bị dẫn đi lục cận phong nói với cục trưởng bất kể vụ án có tiến triển gì hy vọng có thể thông báo cho tôi một tiếng điều đó là chắc chắn rồi để người nhà biết tình tiết vụ án cũng là một trong những quy định cục trưởng nói có điều là các cậu muốn cứu người thì khó rồi. Lúc nãy lại có chứng cứ mới, nhà kho đó thuộc quyền sở hữu của Tô Duy. Tô Yên cảm thấy kinh ngạc, không thể nào, sao nhà kho đó lại là của Tiểu Duy được. Đồng nghiệp lấy chứng cứ trở về, nói một tháng trước, nhà kho đã được bán cho Tô Duy rồi. Một tháng trước, đó chính là khoảng thời gian mà Tô Duy ở Thiên Lang. Lễ quốc minh thật sự đã sắp đặt một phán cờ lớn. Nhưng mục đích của ông ta là gì? Nếu thật sự muốn hại Tô Duy, Lệ Quốc Minh có cơ hội và biện pháp, vì sao lại đợi đến hiện tại? Hai người rời khỏi cục cảnh sát, về lại trong xe. Tô Yên nói, em gọi điện thoại cho Lệ Quốc Minh. Lục Cận Phong nhắc nhở, Yên Yên, đừng đánh rắn động cỏ. Em biết làm thế nào. Tô Yên gọi đến số điện thoại của Lệ Quốc Minh. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, vừa sốt ruột, vừa bất lực nói cậu, Tiểu Duy bị bắt rồi. Nó nói là cậu bảo nó đến nhà kho kiểm tra hàng được kiểm tra sao lại biến thành vật cấm rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhà kho nào, Lệ Quốc Minh nói bằng giọng điệu mờ mịt, Tiểu Yên, cậu không có gọi cho Tiểu Duy mà, Tiểu Duy bị bắt là chuyện gì vậy? Không thừa nhận, nếu như không phải đã đọc những bức thư kia, có lẽ Tô Yên còn có thể trần trừ, lựa chọn nên tin Lệ Quốc Minh hay không? Hiện tại, cô một chữ cũng không tin. Tô Yên giả vờ kinh ngạc, cậu, cậu không biết sao? Vậy đã xảy ra chuyện gì chứ? bây giờ đầu cháu dối hết cả rồi, cũng không biết nên làm sao đây. Tiểu Yên, trước tiên cháu đừng gấp, cậu lập tức đến đế đô một chuyến. Vâng, cậu, cậu nhanh chút. Lúc nói chuyện điện thoại, kỹ thuật diễn xuất của Tô Yên có thể lấy cả giải tượng vàng Oscar được rồi. Cúp điện thoại, vẻ mặt Tô Yên ngưng trọng, có khả năng là chiều nay Lệ Quốc Minh sẽ đến đế đô. Lục Cận Phong nói, trước tiên hãy ổn định Lệ Quốc Minh, bên anh sẽ đi tìm chứng cứ, để Tô Duy thoát tội, Vâng, sự việc cũng chỉ có thể như vậy. Lục Cận Phong đã đánh tiếng với cục cảnh sát rồi, ít nhất Tô Duy ở trong đó sẽ không phải bị dày vò. Đột nhiên Tô Yên nhớ đến một chuyện, anh định tính sổ Tần Trấn Lâm thế nào? Cô biết trên người Tần Trấn Lâm đoán chừng cũng không sạch sẽ gì. Nếu như Lục Cận Phong muốn đưa người vào chỗ chết, cũng có thể làm cho Tần Trấn Lâm ở trong đó không ra được. Lục Cận Phong lạnh lùng nhếch khóe môi, hiệu ứng luộc ếch, từ từ làm. Tô Yên mím môi, nói, "Lục Cận Phong, em có một tin xấu." Lục Cận Phong nghe thấy thế thì nhìn Tô Yên, "Anh có một tin tốt, hay là em nói trước đi." "Anh nói trước đi." Tô Yên nói, "Nói một tin tốt cũng để em làm dịu tâm trạng hơn." Tô Yên cũng không trông chờ Lục Cận Phong sẽ thật sự nói ra tin tốt gì. Chuyện của Tô Duy và Lệ Quốc Minh đã khiến lòng cô loạn cào cào rồi, e rằng bây giờ có là tin tốt gì cũng khó mà bình phục lại lục cận phong vươn tay ra sờ tay tô yên rồi nắm trong lòng bàn tay vậy em chuẩn bị tâm lý cho tốt đừng để bị tin tốt sau đây làm kinh ngạc thần thần bí bí tin tốt gì chẳng lẽ mắt anh nhìn được rồi hay là người đẹp tri kỷ nào bên ngoài đã sinh cho anh một đứa con để anh làm cha trước yên yên em đoán đúng rồi lục cận phong cũng không ngờ tô yên lại có thể đoán được đoán đúng cái gì tô yên phản ứng lại phản ứng vô cùng lớn lục cận phong anh thật sự có con riêng. Con là thật, chẳng qua không phải là con riêng, mà là hai đứa con trai sinh đôi do cô gái đã trải qua một đêm với anh vào 5 năm, năm trước sinh ra. Còn là hai đứa con trai sinh đôi. Tô Yên thoáng chốc lạnh lòng như ngã xuống đáy vực, Lục Cận Phong, không phải con riêng, chẳng lẽ anh muốn cưới mẹ của hai đứa trẻ đó? Vậy, em và các con thì sao? Lời phía sau, Tô Yên không có hỏi ra miệng. Trước kia Lục Cận Phong đã thẳng thắn chuyện từng có một người phụ nữ nếu như người phụ nữ đó dẫn con tìm đến cửa, vậy thì cô làm thế nào đây? Người đến trước người tới sau, người ta cũng đã có con rồi, huống chị ý của Lục Cận Phong, không phải là cưới mẹ đứa trẻ đó sao? Cô chỉ có thể rút lui thôi. chương 228, cưng chồng dựa thực lực. Tô Yên càng nghĩ càng đau lòng. Lục Cận Phong không cảm nhận được cảm xúc khác thường của Tô Yên, lại nói tiếp, ừm, anh khẳng định phải cưới mẹ đứa trẻ, chịu trách nhiệm với cô ấy, cho cô ấy một cái công đạo. Mẹ của đứa trẻ chính là Tô Yên, Lục Cận Phong khẳng định phải cưới rồi. Nhưng mà, Tô Yên không biết. Không đợi Lục Cận Phong nói xong, Tô Yên quay mặt qua một bên, mặt sám như cho tàn, nói, xem ra anh và em đã định có duyên nhưng không phận. Lục Cận Phong, anh đi cưới cô ấy đi, không cần để ý tới em, em sẽ nuôi các con khôn lớn. Đợi bọn nó trưởng thành rồi, em sẽ nói cho bọn nó biết. Cha của bọn nó rất yêu bọn nó, vì có nỗi khổ bất đắc dĩ nên mới phải tách ra. Nói rồi, Tô Yên cũng sắp làm cho chính mình cảm động luôn, tiếp tục nói, bọn em sẽ sống thật tốt. Cho dù em ăn không ngon, mặc không đẹp, cũng sẽ không khắc khe với con của anh, có đập nồi bán sắt cũng sẽ nuôi nấng bọn nó thành người tài có ích. Lục Cận Phong, sao anh cảm thấy hình như lạc đề mất rồi? Tô Yên còn đang đắm chìm trong kỹ thuật diễn xuất của mình, bỗng nhiên lại nghe Lục Cận Phong nói. Người mà anh luôn muốn cưới là em, em chính là mẹ của con anh, người ở đêm 5 năm trước cũng là em. Không cần an ủi em, em đều biết anh có nỗi khổ chờ chút. Tô Yên hoàn hồn lại, nhìn Lục Cận Phong với vẻ mặt ngơ ngác, anh nói cái gì? Chuyện đề cử cô vợ hờ của Hắc tổng. Hạ Phi, Hạ Vũ mặc là con trai ruột của anh. Lục Cận Phong ôm Tô Yên. Cho dù có trải qua một đêm thì vẫn khó mà che giấu được sự hưng phấn, yên yên em đúng là niềm may mắn mà anh tu mấy đời mới có được tối hôm qua anh đã tự đi hỏi tô vân hạ phi và hạ vũ mặc thật sự là con của chúng ta mẹ anh cũng vì biết được chuyện này nên mới bị tô vân hạ độc thủ đợi đã để em lót chút đầu tô yên có hơi dối bời hạ phi và tiểu vũ là con của chúng ta ha ha sao có thể như vậy được mấy năm trước em cũng không có ấy ấy với anh tô yên lại lần nữa phản ứng lại nhìn Lục Cận Phong một cách không thể tin được, người năm đó, là anh. Chuyện này còn cầu huyết, ly kỳ hơn cả trong phim. Vòng tới vòng lui, người năm đó lại là người bên gối hiện giờ. Là anh, giọng Lục Cận Phong thuần hậu, yên yên, cảm ơn em đã sinh cho anh hai đứa con trai thông minh, lành trí như vậy. Tô Yên vẫn có chút ngơ ngác, lúng túng nói, Lục Cận Phong, chuyện này cũng thần kỳ quá rồi. Hay là làm xét nghiệm quan hệ cha con đi bằng không thật sự quá khó tin. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thật ra trong đáy lòng Tô Yên đã tin rồi. Khuôn mặt Hạ Phi rất giống Lục Cận Phong, cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy những lời nói Hạ Phi và Hạ Vũ mặc là con trai của Lục Cận Phong. Chỉ là, khi biết ký ức không thể chịu đựng nhất lại trở thành cuộc gặp gỡ đầu tiên với người yêu, cô có một loại cảm giác không thể nói rõ. Có thể, anh có thể bảo Sa Thành Nghị lập tức đến làm xét nghiệm quan hệ cha con cho anh và Hạ Phi bỗng nhiên tô yên nhớ đến đống phô trương của lục cận phong trước khu biệt thự hỏi đống phô trương lúc nãy là anh làm để nhận con đó hả anh đã nghĩ cả một đêm không nghĩ được gì tốt hơn chỉ có thể làm như vậy tầm thường tô yên phun tào nếu như anh sách mấy dương ông mau đến nói không chừng hiệu quả còn tốt hơn một chút lục cận phong cầm tiền không phải càng tầm thường hơn sao em tin suy nghĩ của tiểu vũ giống em anh có tin không tin về tiểu vũ thì theo em tô yên bực tức lục cận phong ý anh là nói em tầm thường hả không có anh đang khen em sinh được đứa con cũng không bất công tiểu vũ theo em hạ phi theo anh lục cận phong nắm chặt tay tô yên 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 khi biết rằng em từ đầu đến cuối đều là của anh còn anh từ đầu đến cuối đều là của em em có biết là trong lòng anh vui mừng đến nhường nào không anh vui vì người đó là em cũng vui vì người đó là anh Tô Yên sao có thể không cảm thấy thế được. Chuyện đó luôn là nỗi đau của Tô Yên, cũng là điều cô thấy có lỗi với Lục Cận Phong nhất. Cho dù ngoài miệng hai người đều không nhắc đến, nhưng cũng tránh có lúc sẽ có chút nhạy cảm. Ai mà không mong người phụ nữ của mình trong sạch? Ai mà không muốn người đàn ông mình yêu đời này chỉ có mình? Tình yêu có thể chứa cả một ốc đảo, nhưng cũng có thể không chứa nổi một hạt cát. Tô Yên nhấc tay, sờ lên mắt Lục Cận Phong, Nói một cách ngang ngược, đợi mắt anh khỏi rồi, mau chóng đi đăng ký giấy kết hôn với em. Em phải viết tên của em lên chỗ vợ của anh, từ đó, lấy họ của anh đặt trước tên em. Đây là thứ anh nợ em, món nợ chậm trễ gần 6 năm trời. Lục Cận Phong cười, "Yên Yên, em đang cầu hôn anh đó hả?" Tô Yên hừ một tiếng, "Chỉ có anh được cưng chiều em, mà không cho em chiều anh sao?" Từ khi hai người quen biết đến nay, đều là Lục Cận Phong cưng Tô Yên nuông chiều cô. Yêu là có qua có lại, Tô Yên cũng cưng chiều Lục Cận Phong một lần. Lục Cận Phong học theo dáng vẻ già mồm cãi láo của Tô Yên lúc trước, nói miễn miễn cưỡng cưỡng. Đúng rồi, chuyện tốt như vậy, có thể làm nhiều lần hơn. Yên yên, anh tin em có thể cưng chiều chồng dựa thực lực. Cho anh ít ánh nắng, anh càng tươi giói hơn, còn ra vẻ ta đây với em. Tô Yên giả bộ tức giận đấm lên lồng ngực Lục Cận Phong. Lục Cận Phong giữ tay cô lại, hai người ở trên xe cười đùa thành một cục, sau đó ôm chặt nhau. Vì không gian trong xe chật hẹp, Tô Yên đè trên người Lục Cận Phong. Tô Yên trở động tâm, hôn trên má Lục Cận Phong. Cương chiều chồng dựa thực lực. Hai người định nung hư cái cửa xe luôn hả? Giọng nói yếu ớt của Sa Thành Nghị vang lên bên xe. Tô Yên nghiêng đầu, chỉ thấy Sa Thành Nghị còn đang đứng ở ngoài cửa xe, hai tay đút trong túi, trông có vẻ nghiêm trang. Nhưng đôi mắt lại tựa như sắp dán vào cửa kính xe tới nơi. Biểu cảm đó giống như là đang nói, các người cứ tiếp tục, tôi đứng đây xem hai người khoe ân ái. Đôi mắt đó tuyệt đối là bóng đèn điện lớn nhất trên đời. Sau khi hai người lên xe, thật sự đã quên mất xa thành nghị. Tô Yên vội vàng rời khỏi người Lục Cận Phong. Ở với Lục Cận Phong lâu rồi, cũng học được cách mặt dày của Lục Cận Phong. Cô thản nhiên dùng tay lau má Lục Cận Phong, mặt anh ấy bị bẩn. Tôi lau mặt cho anh ấy đấy chứ." Tô Yên ngồi về lại chỗ ngồi của mình, nhớ lại cửa xe còn đang bị khóa, nhanh chóng thò tay đến chỗ ngồi phía trước mở cửa xe. Lục Cận Phong thì vô cùng buồn bực, vừa mới có được ít phúc lợi đã bị Sa Thành Nghị phá hoại rồi. Lục Cận Phong nghe tiếng đoán chỗ, chừng Sa Thành Nghị một cái. Cho dù mắt bị mù, sự sắc bén của ánh mắt vẫn không hề giảm đi. Sa Thành Nghị chỉ cười một cách phong độ, điểm này giống y như bộ dạng thiếu đánh của vạn nhất bây giờ về bệnh viện hay là sa thành nghị thuận lợi chuyển chủ đề tô yên nói về bệnh viện sa thành nghị khởi động xe lái về phía bệnh viện nói đúng rồi vẫn chưa bắt được hung thủ làm hại gì chân hung thủ lần này không đơn giản camera giám sát đường dài của bệnh viện đều đã bị động tay động chân lục cận phong lạnh lùng nói người sống trên đời phải có dấu vết kiểm tra từ bên ngoài bệnh viện chỉ cần là người khả nghi, đều kiểm tra hết. Camera giám sát của bệnh viện bị động tay động chân. Chỉ cần kiểm tra camera giám sát trong phạm vi mấy cây số quanh bệnh viện, nói không chừng sẽ có được thu hoạch. Nếu không được nữa, vậy thì mở rộng phạm vi tìm kiếm. Được, Sa Thành Nghị nói, tôi sẽ giao việc này cho Hạ Huy đi làm. Ca phẫu thuật của cậu, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp, chậm nhất là thứ sáu tuần này lục cận phong cũng muốn sớm phục hồi ánh sáng bảo hạ phi đi theo hạ huy điều tra cũng cho hạ phi một cơ hội rèn luyện lục cận phong chợt nhớ ra lời tô yên nói lúc nãy đúng rồi em nói có một tin xấu là gì vậy tô yên mím môi nói cha ruột của em không phải là tô đình nghiêm mà là tần chấn lâm nghe thế phản ứng của sa thành nghị còn lớn hơn lục cận phong phô lăng cũng xoay lệch đi suýt nữa là tông vào bồn hoa bên cạnh kẻ thù không đội trời chung trở thành cha vợ, đây đúng là máu chó. chương 229, nào cùng nhau giả heo ăn thịt hổ. Chân trước lục cận phong vừa đưa Tần Trấn Lâm vào cuộc uống trà, bây giờ lại nói với anh, Tần Trấn Lâm là cha vợ của mình. Vậy thì biết làm sao? Đó chính là cha ruột của Tô Yên. Không chỉ không thể đắc tội ông ta, mà còn phải phục vụ. Yên yên, bây giờ anh lập tức gọi điện thoại, bảo người thả Tần Trấn, cha em ra. Tô Yên lắc đầu, không cần, để ông ta ở trong đó mấy ngày đi. Sa Thành Nghị, lợi hại. Đây là con gái ruột đấy. Tô Yên nói, vụ việc của Tiểu Duy rất khó giải quyết. Nếu như lúc này Tần Trấn Lâm được thả ra, em sẽ càng nhức đầu hơn, và lại em cũng không định nhận lại người cha này. Đột nhiên lòi ra một người cha, còn là Tần Trấn Lâm đã từng muốn cưới mình làm vợ bé, trong lòng Tô Yên có chút chán ghét. Nếu như không phải đã xem hết những lá thư của mẹ, có một nhận thức mới về Tần Trấn Lâm. Mà mẹ, cho đến lúc chết vẫn nhớ đến Tần Trấn Lâm, bà ấy cũng không thừa nhận Tần Trấn Lâm là cha ruột của mình. Nghe em cả, Lục Cận Phong thấy không quan trọng. Dù sao thì Tô Yên là người của anh, còn cũng có rồi, tay giữ át chủ bài, Tần Trấn Lâm cũng không thể ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Ba người về bệnh viện trước. Tô Yên đã đến thăm Trần Tố Anh, Trần Tố Anh vẫn đang hôn mê, mãi chưa tỉnh lại phần đầu lại lần nữa bị thương nặng, muốn tỉnh lại thì không dễ dàng. Điều mà Sa Thành Nghị có thể làm, cũng chỉ có thể im lặng đợi kỳ tích xảy ra. Bây giờ phẫu thuật phần mắt của Lục Cận Phong và giải cứu Tô Duy là quan trọng nhất. Và lại, Trần Tố Anh chưa tỉnh, việc để cho Hạ Phi và Hạ Vũ mặc nhận tổ quy tông, đành tạm thời gác lại. Tô Yên và Lục Cận Phong không nói sự thật với hai đứa nhỏ. Đợi mọi chuyện ổn định, lại đường đường chính chính nhận hai đứa nhỏ cũng không trễ con trai của lục cận phong anh nhất định phải quang minh chính đại để cho mọi người đều biết trước kia trong bữa tiệc mừng thọ lục cận phong đã thẳng thắn thừa nhận hai đứa nhỏ là con mình vậy thì kế tiếp chỉ cần tổ chức một bữa tiệc giới thiệu long trọng lấy thân phận con cháu nhà họ lục để chính thức giới thiệu cho người trong giới nhận biết là được chuyện tô yên về đế đô rất nhanh đã chuyển đến tai an hinh an hinh vui mừng chạy đến bệnh viện tìm tô yên cô chủ của tôi ơi cuối cùng cô cũng về rồi Thành phố Duyên Hải ôm cánh tay Tô Yên, mình nhớ cậu quá đi mất. Lần sau nếu có đi đâu, dẫn theo cả mình nữa. Tô Yên cười nói, mình thấy cậu là buồn chán quá, muốn tìm một người ra ngoài chơi với cậu thôi. Người hiểu mình, cũng chỉ có Tô Yên. An Hinh bật cười, Tô Yên, cậu vừa đi, đế đô lập tức trở nên vô cùng tẻ nhạt. Tô Yên giả vờ ngạc nhiên, không phải là cậu yêu mình rồi đấy chứ? Ngàn vạn lần đừng, mình là hoa đã có chủ rồi. Muốn chết đấy à, ai yêu cậu chứ, tính hướng của mình bình thường. An Hinh cười nói, hơn nữa, mình nào dám giành vợ với cậu cả lục. Hai người vừa cười đùa, vừa đi ra ngoài. An Hinh hỏi, Tô Yên, cậu đi đâu? Mua chút đồ đến thăm Chu Kiệt. Tô Yên nợ Chu Kiệt một phần ân tình, dù sao cũng không thể mãi không đến thăm một lần. Cô trước giờ đều phân rõ ân oán. Tô Yên đã mua giỏ trái cây và thực phẩm dinh dưỡng đến phòng bệnh của Chu Kiệt. Lúc còn đang ở cửa, cô đã nghe thấy bà chủ oán trách vì một người phụ nữ không liên can gì mà suýt chút nữa bỏ mạng. Con xem con nằm viện đến bây giờ, cô Tô đó đến được mấy lần. Trước kia trong bữa tiệc nhận người thân thấy người rất không tệ, kết quả vẫn là nhìn sai, là một người vong ân phụ nghĩa. "Mẹ, cô ấy không phải là người như vậy." Giọng nói của Chu Kiệt rất lạnh, giọng điệu có mấy phần không vui, "Sau này đừng bôi nhỏ cô ấy trước mặt con nữa." Còn ở đó bao che. Con trai, không phải là con. Bà Chu nhìn ra tâm tư của con trai, kinh ngạc nói cha mẹ tôi ơi. Con trai, không phải là bị mẹ nói chúng rồi đấy chứ. Đó là vợ sắp cưới mà nhà họ lục thừa nhận đó, con chen vào đó làm cái gì. Tô Yên và An Hinh đứng ở cửa nghe rất rõ ràng. An Hinh đè thấp giọng, nói nhỏ, An Hinh, tên Chu Kiệt này thật sự có ý với cậu. Ánh mắt không tệ đấy. Hễ là người có thể nhìn chúng Tô Yên, thích Tô Yên, An Hinh đều cảm thấy là người cùng đạo. Đừng nói bậy, Tô Yên không phải là đầu gỗ, biết tâm tư của Chu Kiệt. Nhưng lời này, không thể nói bậy, nếu truyền ra ngoài thì không tốt cho ai cả. Tô Yên cũng không muốn khiến cho Lục Cận Phong hiểu lầm. Cô là người đã có bạn trai, thì nên cắt đứt mọi mập mờ với tất cả đàn ông ngoài Lục Cận Phong ra, thậm chí cũng không thể có tai tiếng. Đây là tôn trọng bản thân, cũng là tôn trọng Lục Cận Phong cô dẫn An Hinh đến cùng, cũng là không để cho người khác nói lời ra tiếng vào, tránh ở riêng một phòng với Chu Kiệt. An Hinh lập tức ngậm miệng, làm động tác cấm nói, thể hiện mình sẽ không nói bậy nữa. Cậu cả Chu, bà Chu. Tô Yên nở nụ cười, sách thực phẩm dinh dưỡng và giỏ trái cây đi vào. Thấy Tô Yên tới, đáy mắt Chu Kiệt hiện lên sự vui mừng khó giấu. Rất nhanh, anh ta đã kiềm chế lại, vẻ mặt thản nhiên, cô Tô mang nhiều đồ như vậy, khách sáo quá rồi nên làm mà tô yên nói anh vì cứu tôi mới bị thương chính là ân nhân của tôi đúng rồi vết thương khôi phục thế nào rồi vẫn tốt ánh mắt chu kiệt buồn bã trong mắt tô yên anh ta chỉ có ơn cứu mạng vậy thì tốt tô yên lại nhìn về phía bà chu bà chu thật sự rất xin lỗi luôn muốn đến thăm nhưng lại có chút chuyện làm trì hoãn vẫn mong thứ lỗi cho tô yên cấp bậc lễ nghĩa chu toàn cho dù bà chu không vui cũng không nói được lời châm trích gì. Cô Tô là người bận rộn, có đến hay không cũng không sao cả, con trai của tôi sắp khỏe rồi, qua thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện. Tô Yên nghe giọng điệu quái gở của bà Chu, cười nhẹ, nói, vậy thì tốt quá rồi. Đợi cậu cả Chu xuất viện, tôi sẽ lại cảm ơn ơn cứu mạng cậu cả Chu cho tốt. Mở miệng là ơn cứu mạng, trong lòng Chu Kiệt không quá thoải mái, không cần, những món quà này của cô đã đủ rồi. Tô Yên cũng không biết Chu Kiệt động dây thần kinh nào, nói chuyện cũng quái gở, đúng là mẹ nào con nấy mà. Dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên thấy Chu Kiệt động kinh, Tô Yên cũng không nghĩ nhiều, ở lại một lúc rồi đi. An Hinh cũng hiểu ra mục đích Tô Yên dẫn cô theo cùng, Tô Yên, cậu cũng cẩn thận quá rồi, thăm người bệnh còn phải tránh hiểm nghi. Tô Yên cười nói, cẩn thận chút thì tốt hơn, đi thôi. Trạng vạng, Lệ Quốc Minh đã đến. Lục Cận Phong có cho người theo dõi hành tung của Lệ Quốc Minh. Sau khi Lệ Quốc Minh đến, lại không hề liên lạc Tô Yên ngay lập tức. Sau khi Tô Yên biết được, vẻ mặt ngưng trọng, hiện tại ông ta đã đi đâu? Lục Cận Phong nói, khách sạn Bốn Mùa. Tô Yên suy đoán, chẳng lẽ ông ta định thu xếp ổn thỏa rồi mới tìm em. Trước tiên em đừng vội, đợi Lệ Quốc Minh liên lạc em trước. Ngôn tình tổng tài. Được, lần đợi này đã đợi đến 8 giờ tối. Lệ Quốc Minh đến đế đô được 3 tiếng mới gọi điện thoại cho Tô Yên. Tiểu Yên, cậu vừa đến đế đô, bây giờ cháu đang ở đâu? Cậu, cháu đến tìm cậu. Tô Yên không vạch trần lời nói dối của Lệ Quốc Minh. Được, cậu ở khách sạn 4 mùa, số 88 đường Dục Anh. Vâng, cúp điện thoại, Tô Yên nói, em đến khách sạn 4 mùa một chuyến, anh cho em mượn mấy người. Đi một mình, Tô Yên mới không ngốc như vậy. Lớp cửa sổ giấy này vẫn chưa bị chọc lủng, vậy thì cứ tiếp tục diễn thôi. Anh bảo bốn người Hạ Vũ, Hạ Huy và Vệ Long, Vệ Hải đi với em. Lục Cận Phong rất muốn tự mình đi bảo vệ Tô Yên, nhưng đôi mắt anh bị mù, đi cũng không bảo vệ Tô Yên được, chỉ có thể cử bốn người mình tín nhiệm cho Tô Yên. Ừm, để không đánh rắn động cỏ, cứ lấy cái cớ gần đây có nhiều kẻ thù đến tìm anh trả thù, nên mới để bọn Hạ Vũ bảo vệ em, em phải làm ra vẻ rất bất đắc dĩ. Tô Yên bật cười, anh yên tâm, điểm này thì em làm được. Dù sao thì có ông tổ của ngành giả heo ăn thịt hổ ở đây, em ít nhiều gì cũng học được một ít tinh túy. Chẳng phải Lục Cận Phong đã giả heo ăn thịt hổ, đuổi cha con Lục Thừa Mẫn ra ngoài đó sao? Thậm chí còn giấu giếm, lừa dối toàn bộ đế đô, cả bản thân cô cũng bị mắc lừa. Khi chưa biết mục đích thật sự của kẻ địch, tỏ ra yếu thế là phương thức tấn công tốt nhất. Lục Cận Phong nở nụ cười cưng chiều, đi đi, anh ở đây đợi tin tốt của em. Ừm, nợ mới nợ cũ, em sẽ tính rõ ràng với người cậu tốt này. Tô Yên nhớ đến những bức thư của mẹ để lại, thì ra cô còn một em trai hoặc em gái nữa, nhưng đã bị lệ quốc minh hại chết rồi. Món nợ này, càng phải tính kỹ càng hơn. Tô Yên vừa đi, Lục Cận Phong gọi Sa Thành nghỉ tới, đêm nay làm phẫu thuật cho tôi. Anh không thể đợi được nữa. Mẹ bị bệnh nặng, hung thủ làm hại mẹ còn đang ung dung ở ngoài vòng pháp luật. Người mình yêu chạy đôn đáo để cứu Tô Duy, dấn thân vào nguy hiểm. Làm sao anh có thể tiếp tục đợi ở đây? Sa Thành nghỉ cao mày, tôi không đề xuất cậu làm phẫu thuật bây giờ. Nếu như bây giờ làm, tỷ lệ thành công chỉ có 3 phần. 3 phần, đủ rồi. Chương 230, bàn tay biến thái đặt lên vai. Khách sạn 4 mùa. Tô Yên bảo Hạ Vũ dùng xe lăn đẩy mình nếu đã tỏ ra yếu thế, vậy thì phải diễn cho đủ. Người cô vốn yếu, thai nhi không ổn định lắm, ngồi xe lăn cũng không sao. Làm cho người ta không bới ra được khuyết điểm nào, Lệ Quốc Minh cũng sẽ không hoài nghi. Tô Yên dừng trước sảnh lớn của khách sạn một lúc, hỏi thăm Lễ Tân, sau khi Lệ Quốc Minh vào ở thì có ra ngoài không. Người của Lục Cận Phong chỉ theo dõi được Lệ Quốc Minh vào ở, nhưng lại không phát hiện có rời đi. Hỏi thăm Lễ Tân, chỉ là muốn xác định lại lễ tân vẫn còn ấn tượng với lệ quốc minh cười nói vị khách đó chưa từng ra ngoài vâng cảm ơn tô yên lại nói với hạ vũ đi bấm thang máy đám người lên lần đến cửa phòng lệ quốc minh vệ long đi bấm chuông cửa không qua bao lâu thì cửa được mở ra lệ quốc minh mặc áo ngủ mang dép hiển nhiên là vừa mới tắm xong tô duy cũng bị bắt rồi lệ quốc minh còn có tâm trạng tắm rửa trong lòng không có quỷ mới lạ đấy Cậu, Tô Yên ra vẻ sốt ruột, chuyện của Tiểu Duy, làm sao bây giờ? Lễ Quốc Minh nhìn đám người hạ vũ một cái, đáy mặt xoẹt qua một tia khác thường, Tiểu Yên, cháu dẫn bọn họ đến là. Người cháu không khỏe, gần đây lại không an toàn, Lục Cận Phong sợ cháu bị kẻ thù của anh ấy trả thù, mới cho mấy người họ theo cháu. Tô Yên chuyển chủ đề cậu, vẫn nên nói chuyện của Tiểu Duy trước đi. Cậu nói cậu không gọi điện thoại, nhưng Tiểu Duy nói là cậu đã gọi điện thoại, Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vào trước đi rồi nói." Lễ Quốc Minh nghiêng người nhường đường, Hạ Vũ đẩy Tô Yên đi vào. Vừa vào phòng, mấy người Hạ Vũ lập tức tiến vào trạng thái đề phòng. Lễ Quốc Minh rót nước cho Tô Yên, vẻ mặt sầu não, nói "Trước khi đến đây, cậu đã hỏi Ngô Sở Long và Lương Văn Dũng, cũng đã bảo Hoàng Nam đi điều tra, mới biết là Tiểu Duy ở Đế Đô tự liên lạc người bán, lén mua nhà kho sau lưng cậu." "Tiểu Yên, đều trách cậu." nếu như cậu sớm phát hiện chuyện của tiểu duy đã không bị bại lộ rồi ý của cậu là chuyện này là do tiểu duy làm tô yên giả vờ vô cùng kinh ngạc trong lòng thì đã nhanh chóng phân tích toàn bộ sự việc cô rất xác định tô duy sẽ không và cũng không dám làm chuyện phạm pháp có lẽ là vì tiểu duy quá muốn thể hiện bản thân chỉ vì cái trước mắt nên mới bí quá hóa liều trong giọng nói của lê quốc minh có chứa sự thất vọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thằng bé tiểu duy này sao lại hồ đồ như vậy? ta có ý định bồi dưỡng nó thành người nối nghiệp mà. vậy thì điện thoại lại là chuyện gì hả? À? đối diện với lê quốc minh miệng đầy giả dối, tôi yên tức giận lại không biết làm sao. bây giờ cô không thể xé rách mặt. bây giờ khoa học công nghệ phát triển, làm giả số điện thoại, phần mềm đổi giọng, muốn làm cũng không khó. suy cho cùng tiểu duy vẫn còn quá trẻ, lê quốc minh lo lắng nói, tiểu yên, cháu đã gặp tiểu duy rồi à? hay là tìm lục cận phong giúp đỡ chuyện này đi. Đây là địa bàn của cậu ấy, hành động cũng thuận tiện hơn. Nếu thật sự không được, vậy chỉ có thể bảo lâu doanh đi cướp người. Lễ quốc minh nhắc đến lục cận phong, điều này khiến trái tim tôi yên hụt hẫng một nhịp. Bảo lâu doanh đi cướp người, làm vậy không phải tự đi tìm chết sao? Cố tình phạm pháp, đây sao có thể là chuyện một người cậu ruột nên làm? Nghĩ đến đây, tôi yên chợt ý thức được một chuyện. Lâu Doanh là cháu gái của Lệ Quốc Minh, vậy mẹ của Lâu Doanh là ai? Trong thư mẹ nói là Lệ Quốc Minh không có anh chị em, ngay cả bà ấy cũng chỉ là con nuôi của nhà họ Lệ, vậy mẹ của Lâu Doanh cũng là. Tô Yên cao mày, cậu, chuyện này vẫn nên bàn bạc kỹ lưỡng hơn, cháu tin Tiểu Duy sẽ không cố ý vi phạm pháp luật. Bây giờ nên đi tìm chứng cứ để rửa sạch cho Tiểu Duy, sao có thể bảo Lâu Doanh đi mạo hiểm. Lệ Quốc Minh thở dài nói, cậu cũng không có cách nào những năm gần đây pháp luật đã nghiêm ngặt hơn, Tiểu Duy làm như vậy là đâm đầu vào lưỡi dao. Ngụ ý là, Lệ Quốc Minh định không làm gì cả. Đúng là một con cáo giả xảo quyệt. Tô Yên bưng ly nước uống một ngụm, cố ý nói cậu, cậu nói chuyện này có phải là do Tần Trấn Lâm làm không? Cực kỳ có khả năng. Tên Tần Trấn Lâm này nham hiểm, xảo trá. Năm đó hại chết mẹ cháu, bây giờ lại hại Tiểu Duy, cũng nói không chừng. Lễ Quốc Minh tức giận nắm chặt nắm đấm, "Tiểu Yên, lần này các cháu đã tống Tần Chấn Lâm vào đó, diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, nghìn vạn lần đừng để cho hắn đi ra." "Ông ta không ra được đâu." Lục Cận Phong đã nói, "Món nợ này phải tính rõ ràng." Tô Yên cố ý nói, "Lục Cận Phong đã thu thập được nhiều chứng cứ phạm tội của Tần Trấn Lâm, đủ để khiến ông ta ngồi trong đó cả đời." Lễ Quốc Minh mừng rỡ như điên, vỗ đùi một cái, "Vậy thì thật sự tốt quá." Ý thức được phản ứng của mình quá lớn, Lệ Quốc Minh thu liếm lại một chút, nói tần chấn lâm đúng người đúng tội. Cháu vẫn lo lắng cho Tiểu Duy. Tô Yên cúi đầu, sầu não lại lo âu, nhưng lại lén nhìn quanh căn phòng, ý đồ muốn phát hiện ra điều khác thường. Tiểu Yên, cháu cũng không cần quá lo lắng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lệ Quốc Minh đứng dậy, đứng bên cạnh Tô Yên, đặt tay lên vai Tô Yên, như có như không mà vỗ về. Hành động này vô cùng ngả ngớn khiến cho Tô Yên chán ghét trong lòng. Cậu mang cho cháu một ít thuốc an thai, cháu lấy về uống, chú ý giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn cậu, Tô Yên giả vờ yêu sầu cậu, vậy cháu không quấy giày cậu nghỉ ngơi nữa, cháu đi tìm Lục Cận Phong đã. Được, Lễ Quốc Minh nói, ngày mai cậu cũng sẽ đi tìm bạn ở đế đô trước kia, xem có thể có cách cứu Tiểu Duy hay không. Cậu có lòng rồi. Tô Yên không muốn ở thêm một phút giây nào nữa. Sau khi rời khỏi phòng khách sạn, Nét mặt Tô Yên lạnh đi mấy phần, lúc nãy các cậu có phát hiện ra điều gì không? Vệ Long nói, trong phòng còn có người khác. Hạ Huy nói, hơn nữa, còn là một người phụ nữ, trên người dùng nước hoa Dior. Lúc nãy Tô Yên không phát hiện được gì. Quả nhiên, việc chuyên ngành vẫn phải tìm người trong ngành. Các cậu để hai người ở lại theo dõi cho tôi. Vâng, Cô Tô. Tô Yên gọi điện thoại cho lâu doanh, có rảnh thì đến đế đô một chuyến. Trong phòng khách sạn, Lễ Quốc Minh đang say mê ngửi bàn tay đã chạm Tô Yên lúc nãy thật thơm. Đúng là biến thái. Giọng nói của tần nhã đàn truyền ra từ trong căn phòng, người cũng theo đó bước ra. Lễ Quốc Minh vừa cười, vừa ngồi xuống chỗ lúc nãy Tô Yên đã ngồi, nói trước kia đã cho cô cơ hội, là do cô tự lỡ mất. Lục cận phong bảo vệ cô ta quá nghiêm ngặt. Ông là cậu cô ta, cô ta đến gặp ông lại dẫn theo nhiều người như vậy, xem ra cô ta cũng để phòng ông. Sẽ không. Tô Yên và mẹ nó giống nhau, đều là đồ ngu ngốc, xử trí theo cảm tính. Nó tuyệt đối không ngờ rằng tất cả mọi chuyện đều là do tôi đứng đằng sau thao túng. Lễ Quốc Minh vô cùng tự phụ, ám giả và điện sát dẫm trên đều tôi đã nhiều năm như thế, thời thế xoay chuyển, cũng nên đến lượt tôi hung hăng dẫm bọn chúng xuống. Ngay cả cha tôi ông cũng không tha, Tần Nhã Đan lạnh lùng nói, ông có thể động đến Tô Yên và Lục Cận Phong, nhưng tuyệt đối không thể thương tổn cha tôi chỉ có làm cho Lục Cận Phong mất đi mọi thứ hiện tại, cô ta mới có cơ hội có được Lục Cận Phong, cho nên cô ta mới chọn hợp tác với Lệ Quốc Minh. Đúng là một đứa con gái có hiếu, Lệ Quốc Minh cười lạnh một tiếng, giữa Tô Yên và cô, cô đoán Tần Trấn Lâm sẽ chọn ai? Tần Trấn Lâm không có xem cô như con gái ruột đâu. Đó là chuyện của tôi. Muốn động đến cha tôi thì không được. Tần Nhã Đan quăng lại câu này, mở cửa rời đi. Hạ Vũ được Tô Yên bảo ở lại, tận mắt nhìn thấy Tần Nhã Đan bước ra từ phòng lệ quốc minh, cũng rất bất ngờ. Hạ Vũ vội vàng gọi điện thoại cho Tô Yên, cô Tô, là Tần Nhã Đan. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 13